Hey, chúc buổi tối vui vẻ nha. Chào em. Chào Phan Nguyễn 21 nè. Chào em nha. Ăn cơm chưa? Cả nhà mình ăn cơm chưa? Chuẩn bị vào học ha. Hello, chào mến thương. Xin chào em nha. Ăn cơm chưa? Cả nhà mình ăn cơm chưa? Giờ chắc đang ăn cơm hả? Tối nào cũng vậy à. Thực chất là dậy ban ngày đó. Dậy ban ngày một tuần dậy 5 ngày ban ngày rồi. Tính ra giờ còn 4 ngày. 4 ngày, 2 ngày ban đêm là 6 ngày. Ừ, nhưng mà bây giờ lễ. Lễ cái nghỉ hè mấy đứa nhỏ nó ở nhà cho nên vẫn đổi qua dậy ban đêm. Thường mấy giờ hả? Trong 2 tháng hè này là thường buổi tối ha. Cỡ giờ này 8 giờ. Em ăn rồi hả? Hey, xin chào. Tại vì trong mấy cái ngày hè này là mình sẽ dậy tối. Tại vì mấy đứa nhỏ nó ở nhà nó nghỉ hè đó. Dắt mấy đứa nhỏ đi vòng vòng này kia cho nó đỡ nhà nó coi tivi điện thoại nhiều. Chị ăn chưa? Chị vừa mới ăn xong luôn. Cũng nay cũng đi bơi, 2 bữa nay anh xã cũng có ở nhà đó cho nên là cả gia đình đi bơi. Bơi xong cái đi ăn cơm. Chị về trước, mấy người còn đang ăn. Chị về trước, chị lúc nào cũng đánh nhanh rút lẹ. Về trước họ ăn từ từ. Chị là ăn lẹ lắm. Vô chị kêu trước xong bắt đầu rồi ăn lẹ xong rồi đi về. Còn ba cho con ăn từ từ. Alo, cả nhà mình ơi. Mọi người cho Vân một nút chia sẻ đi. Cho Vân một nút chia sẻ đi cả nhà. Ê, bấm màn hình giúp Vân với. Chúc cuối tuần vui vẻ nha. À, hôm nay thứ bảy, máu chảy về tim. Mọi người đi chơi nhiều. Ê, hôm nay thứ bảy. Mọi người sẽ vào trễ tại vì đi chơi còn ăn uống với bạn bè đâu nữa. Hồi nãy chị đi bơi chị gặp hai em người Việt Nam đó chứ. Hai em trai người Việt Nam cũng đi vô hồ bơi bơi vừa mới đi làm về nói mệt lắm bơi bơi không nổi nữa. Ê, Hoàng Sang Hào, Lily Nguyễn, Lâm Thanh Thúy, xin chào em. Ê, ăn cơm chưa? Cả gia đình mình ăn cơm chưa? Nãy đi bơi là gặp em trai đó là hàng ngồi trò chuyện một tí, ai ngờ nhận ra chị dạy trên TikTok hả? Em cũng thường coi của chị lắm, hồi mới qua là học của chị không à? Đi làm công trình cơ khí cũng cực vậy lắm, nói đi về là mệt rồi. Ông chủ cũng dắt đi bơi, ông chủ cũng vô bơi nữa, ông chủ dắt hai em đi bơi nói về mệt rồi. Chị ơi bơi hết nổi, bơi một vòng là em bơi hết nổi rồi, đuối rồi. Chị đang ở Đài Bắc nha. À, chị đang ở Đài Bắc. Hay, xin chào cả nhà mình, xin chào anh chị em nhà mình ha. Hello, mình vào học nha. Hello chị, hello em. Hello. Hello Thanh Huy. Chị ơi nói đi, Thúy nói đi, có gì muốn nói đi. Có gì muốn nói đi, nói đi chị coi. Chào chị, chào em nha. Chị dạy em với, mỗi ngày chị dạy ở đây nè. Chị dạy mỗi ngày ở đây luôn, là dạy để cho những ai cần học cứ vào học. Ừ, cứ vào học nha. Học theo sách giáo khoa, mình mà không có sách, nếu mà mình ở Đài Loan mình mua được sách thì đi ra ngoài tiệm sách mình mua sách chứ chị không có bán sách.
Còn không thì em ở Việt Nam thì tự em viết ra. Ngày hôm nay cùng chị học em viết ra cái bài đó, hoặc là theo bài không kịp em có thể qua kênh YouTube theo thêm. Kênh YouTube là Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Hồng Vân là tên của chị. Family là đi theo cái cuộc sống người này người kia đăng lên là nói cuộc sống Mỹ, cuộc sống Đài Loan, cuộc sống Hàn Quốc gì đó. Mình là cuộc sống ở Đài Loan. Thì bên đó có mấy trăm video học từ lớp 1 đi lên, hiện tại đang học lớp 2. Nếu như mà ở Việt Nam mình mua không có sách, mình cứ viết ra đi. Viết ra ngày mai mình coi lại, đó là chính là cuốn sách mình làm ra đó. Đúng không? Chứ bây giờ ở Việt Nam mua là không có sách đâu, tại sách đang sử dụng là sách tại Đài Loan. Họ dùng cho con cháu của họ. Giống như mình ở đây mình mua đâu có được sách Việt Nam đâu, mình phải về Việt Nam mình mua sách qua mới có được. Đúng không? Chứ đâu có đâu. Còn trừ phi mà ở bên đây mình có anh chị em ở bên đây, có chị gái bên đây, hoặc là có cháu, có cô, có gì gì nhờ họ gửi mua về cho mình. Cô con mới bắt đầu học tiếng Trung, bắt đầu từ bảng chữ cái mỗi ngày như thế này. Và tiếp theo nữa, nếu muốn từ đầu mình vào kênh YouTube, bấm qua kênh YouTube tìm cái bài này nè. 12 gạch 5 là ngày 12 tháng 5 đó. Lớp 1, bài 1, sách mới, tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu. Chúng ta đọc từ đó đọc lên nha. Ừ. Đặc biệt những em ở Việt Nam, con cháu ở Việt Nam mà muốn học tiếng Trung mà ấy á, tốt nhất là đi học từ bài 1 của Vân. Tại vì cuốn sách đó là cuốn sách lớp 1 dành cho các em thiếu nhi bên này lúc 7 tuổi. Rất thích hợp cho con cháu Việt Nam mình nếu mà 7 tuổi muốn học tiếng Trung, cho nó học từ đó và ở nhà mở tivi lên. YouTube có thể mở tivi được, mở tivi to ra cho nó ngồi xa xa ra, nó ngồi nó nhìn nó viết. Như vậy nó sẽ không bị cận. Mở lên tivi cho nó coi chứ đừng cho nó coi điện thoại. Ở trực tiếp này thì mình người lớn mình coi được, tại một lần Vân like là 3 4 tiếng đồng hồ của nít nó chịu không nổi đâu. Nếu mà các bạn mà có con cháu ở Việt Nam muốn học, trực tiếp mở tivi lên cho nó coi và cho nó học ngồi xa xa ra là học tốt nhất luôn ha. Các em nhỏ 7 tuổi ở Việt Nam mà học sẽ sau này sẽ biết mau nói được tiếng Trung và biết viết được tiếng Trung. Tại vì mình đi theo cơ bản từ lớp 1 đi lên, đó là dành cho tất cả các em lớp 1. Có con mình cũng làm được nếu mà có nhu cầu muốn học tiếng Trung. Là miễn phí nữa, đúng không? Cho nên là cứ để cho con, nếu mà có nhu cầu thì cứ để cho con mình học. Cách hỏi tên, thường hỏi, Nǐ jiào shénme míngzì? Nǐ jiào shénme míngzì? Hoặc là, Wǒ zěnme chēnghū nǐ? Wǒ zěnme chēnghū nǐ? Thông thường đi vào trong công ty thì ông chủ ổng không bao giờ nói Nǐ zěnme chēnghū nǐ. Ổng chỉ nói cấp trên hoặc những người ổng nể ổng mới nói thôi vậy thôi. Còn ổng trực tiếp hỏi mình, Nǐ jiào shénme míngzì? Bạn tên gì? Bạn tên gì? Còn Wǒ zěnme chēnghū nǐ là tôi sẽ xưng hô bạn như thế nào. Nhưng thực tế, Nǐ jiào shénme míngzì? Nǐ jiào shénme míngzì? Hả? Sao con tìm không thấy về cô? Có mà. Con đánh cái chỗ lớp 1 gạch ngang, bài 1 gạch ngang, sách mới, ghi chữ sách mới nữa nha. Sách mới gạch ngang rồi tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu. Bấm vậy đi là có bài ngay bài 1 luôn đó. Chứ không thôi có em chạy qua kênh của chị tìm xong rồi em nói là em tìm 10 ngày lướt tại mấy trăm video luôn. Lướt 10 ngày mới lướt ngay cái bài đó được. Cái bài đó ghi là lớp 1 bài 1 tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu nha. Tại vì sao bên đó Vân dạy hai bộ lớp 1 lận. Một bộ một hai bộ sách lớp 1 lận cho nên Vân mới có ghi rõ ra là lớp 1 bài 1 tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu đó. Lớp mình cách rằng cái ha. Mình cách rằng cái cho nó dễ tìm. Đâu rồi? Sách mới tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu. Ủa, bấm về chạy qua không có đúng của mình luôn phải không? Chạy qua là đúng của người ta không hả? Hèn gì thì bắt các em tìm không ra là phải rồi. Tại vì sao ta? Để cái dâm bụp vô nữa coi. Hèn gì các em tìm không ra là phải rồi, bấm qua là không thấy.
có vụ này nữa. Các em bấm vô là không nghe được cái bài đó hả? Cái bài đó bấm qua là như vậy nè. Nhưng mà phải bấm giống chị, có cái hình dâm bụt 12 gạch 5, bấm cái hình dâm bụt nữa. Bấm cái hình dâm bụt nữa rồi lớp 1 bài 1 sách mới tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu, bấm lên cái hình dâm bụt nữa mới ra được ngay cái thôi gõ vào tên kênh đi, Hồng Vân Family cuộc sống ở đài. Gõ 12 gạch 5 đầu tiên sẽ tìm dễ hơn, đúng rồi, phải có 12 gạch 5 đầu tiên nữa. Tại cái ngày đó là ngày 12 tháng 5 mà. Con tìm thấy rồi hả? Rồi ok. Nghe cái bài đó luôn đó. Từ bắt đầu từ bài đó đi lên nó dễ hơn, tại vì viết xong vào kênh chính chủ xong rồi phải lướt xuống tới 400 video mới tìm thấy được cái bài đó. Phải lướt lướt xuống cả 400 video mới có được cái bài đó đó. Vân siêng like lắm, Vân dạy mỗi ngày luôn cho nên là cả 400 video. Cho nên mình phải tiếp từ bài đó đi lên ha. Nhất đặc biệt mà các con nhỏ mà chịu học á, chỉ cần cố gắng học mấy bộ sách này thôi, học lên tới lớp 3 là có con vừa biết viết vừa biết phát âm mà vừa biết đọc luôn. Nhỏ càng tốt, cần ít nhất cũng phải 7 tuổi nha, tại vì Đài Loan bây giờ cấm các em, họ đã nghiên cứu ra một điều rằng các em dưới 7 tuổi viết chữ sau này con viết chữ xấu và cái cơ của con sẽ không có được mềm. Nó sao á thì người ta nhà phát minh người ta đã phát minh ra là như thế, cho nên là Đài Loan một số dưới quê thì không có cấm chứ Đài Bắc là cấm hết rồi, cấm các em nhỏ dưới 7 tuổi viết chữ. Cho nên bây giờ các em nhỏ như con gái của Vân đi học, nó đâu có cầm bút đâu, nó đi chơi không à, nhảy múa hát đồ này kia đi chơi, không hề biết viết cái gì luôn. Vô lớp 1 thì bắt đầu người ta cho cầm bút là viết chữ viết đồ này kia là được rồi, còn ở mẫu giáo không cần phải học kèm gì nữa hết, cho nó chơi thoải mái đi, lên lớp 1 bắt đầu học. Cho nên là các em nhỏ ở Việt Nam tốt nhất nếu mà con mình có nhu cầu 7 tuổi cho nó học, mà nhớ mở tivi cho nó coi, đừng cho nó coi điện thoại. Mở tivi Vân nghĩ Vân để lên kênh YouTube như thế là để mở tivi ra rất là rõ rồi. Chúng ta mở tivi cho nó coi ha. Đó, nén nu. Nén nu, lén lua bà. Lén lua, lén hai chữ L. Nếu như mà các bạn ngoài Bắc nói lén lua thành nén lua thì cũng không sao. Liên lạc. Liên lạc. Chị dạy trực tiếp không hả ha? Chị dạy trực tiếp như thế này. Sang khờ là học. Ví dụ, 我去上课了, sang khờ lo, con đi học nha. Nó có nghĩa ví dụ như đang đang ở nhà viết bài thì ở nhà ai hỏi mình đi chơi cơm mà của cho xe công khờ hoặc của chạy sẵn khờ của cho xe công khờ là tôi đang viết bài hoặc có người trả lời của cho sẵn khờ tôi đang học của chị sẵn khờ là tôi đi học đây con đi học đây bố mẹ con đi học đây chẳng hạn. Sách mua ở Đài Loan trong các tiệm bán sách đều có hết, hoặc văn phòng phẩm đều có bán nha. Quấn truy tiền. Quấn truy tiền là tiếng Trung đó, văn phòng phẩm đó. Làm sao để giao tiếp tốt ạ? Chúng ta bảng cái bảng lớp 1 này, bảng chữ cái này và cái phiên âm này chúng ta cứ học đi. Học đi rồi từ từ chúng ta phát hiện chúng ta giao tiếp tốt. Ha. Bảng chữ cái nhất định phải học cho thuộc và không cần thuộc, ít nhất cũng phải biết cách dùng, biết cách đọc rõ ràng thì nó phát âm chuẩn hơn. Kênh tên kênh YouTube hả? Hồng Vân Family cuộc sống Đài Loan. Cuộc sống ở Đài. Cuộc sống ở Đài. Bấm cái chữ này. Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài, đây là tên kênh của Vân đó. Chị không thấy bình luận, nó bị trôi, chị không thấy nè. Em viết lại cho chị đi. Em viết lại cho chị nha. Bị trôi, chị không thấy. Hello. Chị ơi đi cắt cỏ, chi chú thảo, chi cơ thảo cũng được, chi cơ cơ ở đây là dùng cắt ha, chi cơ thảo. Sử dụng dạng bên này là phồn thể nhiều hơn, bên này đa phần sử dụng phồn thể, nhưng mà người Đài họ có coi giản thể không? Có, họ coi phim của Trung Quốc toàn là giản thể nhưng họ coi vẫn hiểu, họ coi hiểu hết. Tại vì phồn thể em cứ học phồn thể đi, học phồn thể đi, sau này em coi những cái bộ phim kiếm hiệp của giản thể thì em sẽ phát hiện ra lúc đó em cả hai đều biết hết. Bây giờ cứ chăm chú học một thứ đi.
không cần phải lo giản thể phồn thể gì đâu, thực chất nói cũng như nhau, chặt chữ viết khác nhau thôi. Ở bên Đài có tiếng khách gia, có tiếng Thái gì, có tiếng Trung, bên Trung Quốc cũng y chang vậy. Họ cũng có tiếng Phúc khách gia, tiếng Phúc Kiến, tiếng Thái gì chính là tiếng Phúc Kiến đó. Và tiếng Trung, bên Trung Quốc là thực chất là người Đài Loan, người ngày xưa cũng từ bên Trung Quốc đi qua mà. Nói được hết á. Chỉ có cái là tùy vùng miền, giống như Việt Nam mình, miền Nam, miền Trung và miền Bắc nói chuyện có một cái cách nói, hoặc tùy vùng miền có cái tiếng nói riêng. Ở đây cũng vậy thôi, ở đó cũng vậy thôi, không có gì khác nhau cả. Đó, xin chào. Con cái là trời cho. Thường nói là hải tử sư lão thiên dễ kể tờ. Hải tử sư lão thiên dễ sư kể của mình tờ. Cũng được. Sao hải hải tử sư lão thiên dễ sư kể của mình tờ. Bình luận của em bị ẩn rồi, chị lướt tìm không thấy. Bị ẩn rồi hả? Chị phát âm chuẩn, em nói không chuẩn, người khác không hiểu. Vì thế chị mới bảo em học bảng chữ cái nha, học bảng chữ cái đi rồi em sẽ nói rõ hơn. Giờ em muốn chuyển chủ thì nói như thế nào? Em muốn chuyển chủ em chỉ cần nói của sàng hoàn lão bạn. Chuyển chủ là mình muốn đổi chủ khác mà đúng không? Của sàng hoàn lão bạn. Tàn sự nhưng mà tàn sự. Xin chào. Hay xin chào nha. Rồi ok, mình vào học thôi. Mình vào cái bảng chữ cái. Bảng chữ cái này rất là quan trọng cho người mới học. Cứ học bảng chữ cái cho nó phát âm cho nó đúng đi. Bạn chữ cái mà phát âm đúng rồi là người người đối phương đang nói gì với mình là mình biết họ đang dùng âm nào hết á. Như vậy thì nó sẽ hay hơn. Thực chất thì để Vân chỉnh lại cái máy. Vào việc thôi chị ơi. Ok, vào việc thôi. Mọi người giúp Vân chia sẻ đi. Giúp Vân một nút chia sẻ đi đi. Hảo. Vào việc thôi. Làm sao mở được ẩn? Mở không được cái ẩn đâu. Em đổi cách đánh chữ. Cách đánh chữ hồi nãy của em bị ẩn thì em đổi, tại vì có một số chữ của em bị vào cái chữ họ cấm thì họ sẽ ẩn của em. Cho nên em đổi cái cách đánh chữ lúc nãy, những cái cách đánh chữ đó em đừng đánh như thế nữa, em đổi một cách khác mà vẫn nói ra cái nội dung đó, em hiểu không? Thì nó sẽ không bị ẩn cái chữ của em. Chữ đó bị TikTok quét ấy. Hảo, đầu tiên mình đổi qua chữ bơ. Đây là bảng chữ cái màu đỏ này là của Đài Loan dùng, và màu đỏ này chúng ta nhìn nhiều vào ha, một lát trong sách toàn là màu đỏ này. Lát trong sách không có ghi màu đỏ, nhưng mà cái chữ này trong sách giáo khoa của lớp 1, lớp 2, lớp 3 Đài Loan, nói chung là ở tiểu học trường của Đài Loan đều học chữ này. Bảng chữ cái của Đài Loan là chữ này, vậy thì nó chuẩn hơn. Bảng chữ cái của Đài Loan là chữ này, còn bảng chữ cái Trung Quốc là chữ màu đen này. Chữ này đọc bơ, hai cái môi mình đọc chữ bờ của mình cũng môi mình cũng chạm vào nhau và bật ra thôi. Bơ, Việt Nam mình đọc bờ, họ đọc bơ. Sau đó mình đổi qua chữ này, pơ, chữ này còn phải đẩy hơi ra nữa. Pơ, bên Trung dùng chữ này. Pơ. Sau đó mình đổi qua chữ mơ. Mơ của mình cũng đọc bằng môi mà đúng không? Mình đọc mờ. Mờ, lúc này chữ mờ này không phải là tiếng Việt đâu. Chữ mờ này bên Trung họ cũng dùng chữ đó đó. Họ đọc là mơ. Việt Nam ta đọc mờ. Đọc Việt Nam ra là ta thấy mơ và mờ nó khác nhau có mỗi dấu huyền mà thôi. Sau đó mình đổi qua chữ phơ. Chữ này thì không đọc bằng môi, chữ này sẽ cái răng thỏ chúng ta đè lên cái môi dưới, y chang ta đang phát phờ phở, phờ phát vậy đó. Chữ này đọc phơ, bên Trung họ dùng chữ này. Phơ, xin chào. Sau đó mình đổi qua chữ tơ, đây là chữ tơ của Đài Loan dùng, nó không có lòi cái đầu ra ha. Chữ này đọc tơ, bên Trung dùng chữ này. Tơ, Việt Nam chúng ta đọc là tờ, bên này họ đọc tơ. Sau đó đổi qua chữ thơ, đây là chữ thơ của Đài Loan dùng, chữ thơ của bên Trung họ dùng chữ này. Việt Nam mình có chữ thờ, thờ của chúng ta là TH, nhưng lúc này bên Trung họ dùng có mỗi chữ T không, ta phải để ý ha. Chữ này tương đương với chữ thờ của Việt Nam chúng ta, nhưng họ không có giáo quyền,
họ đọc là thơ thơ, sau đó mình đổi qua chữ nơ. Chữ nơ này tương đương với chữ n của Việt Nam mình, bên Trung họ dùng cũng là chữ này luôn, nhưng chữ n này không bao giờ đứng sau người ta, nó chỉ đứng trước người ta thôi. Ê, nó không bao giờ đứng sau làm âm phụ hết, nó đứng trước. Chữ này đọc nơ, Việt Nam ta đọc n. Sau đó mình đổi qua chữ lơ. Đây là chữ lơ của Đài Loan dùng, nó lòi cái đầu ra, còn chữ tơ không có lòi. Ê, thế cái chữ này mà nó không có đi từ ra khỏi đây, nó từ đây kéo xuống, đó là chữ tơ, tương đương với chữ tờ. Còn này đưa cái đầu ra ngoài xong mới vào trong, chữ này là lơ, tương đương với chữ l. Lúc này bên Trung họ cũng dùng chữ này luôn, y chang tiếng Việt luôn, lơ, lơ. Còn đây là chữ cơ của Đài Loan dùng, chữ cơ bên Trung họ dùng chữ này. Vì ta đã học qua tiếng Việt cho nên ta thấy cái chữ này sẽ đọc, sẽ dễ bị đọc nhầm. Chữ này không đọc g mà đọc cờ, tương đương với chữ cờ của chúng ta. Họ đọc bỏ dấu quyền đi thành cơ, cơ. Hảo, chúng ta đổi qua chữ khơ. Chữ khơ của Đài Loan một gạch ngang từ đây móc qua. Đây là chữ khơ của Đài Loan, xin chào. Chữ khơ của bên Trung họ viết có mỗi chữ K thôi. Chữ này tương đương với tiếng Việt mình là chữ khờ, nhưng bỏ dấu quyền nên đọc thành khơ, khơ, khờ, khơ, khờ. Nó khác nhau có mỗi dấu quyền mà thôi. À, chữ này đọc khơ, khơ, thiếu chữ H ha. Bên Trung họ viết thế thì mình biết viết thế thôi. Ừ. Hả? Sau đó mình đổi qua chữ hơ. Thì chữ hơ của Đài Loan viết như thế này. Còn chữ hơ bên Trung, chữ này tương đương với chữ hờ của Việt Nam chúng ta đó. Bên Trung họ cũng viết chữ hờ luôn, nhưng họ không đọc hờ, họ đọc hơ, hơ. Hả? Chúng ta đổi qua chữ chi. Đây là chữ chi của Đài Loan dùng. Chữ chi của bên Trung họ dùng chữ này, họ sẽ thêm y ở phía sau. Đứng trước hay đứng một mình gì họ cũng thêm y hết. Họ đọc là chi. Tiếng Việt Nam mình dùng CHI của Việt Nam mình để bồi ra. Chi. Nhưng chữ này phải bật hơi ra. Chi. Chi. Bên Trung dùng chữ này. Chúng ta đọc bằng đầu lưỡi mà còn phải đẩy ra hơi ra ngoài. Lưỡi chúng ta thẳng ha. Lưỡi thẳng và đẩy hơi ra. Chi. Chi. Sau đó Đài Loan viết cái chữ này, chữ T viết hoa của Việt Nam mình đó. Còn bên Trung họ viết chữ này, lấy cái chữ này cộng thêm chữ Y. Ba chữ này họ đều thêm Y ở phía sau hết. Họ cũng đọc Y luôn cho nên không sao. Chữ này đọc Si. Si nhẹ thôi, chữ bật mạnh hơi ở đây. Đọc Y vậy nhưng mà cũng phải bật hơi ra. Chi. Còn cái này chỉ nhẹ thôi không bật hơi. Si. Chi. Si. Chi. Si. Nó khác nhau chỗ đó, một chữ mạnh hơi, một chữ nhẹ hơi. Ừ. Hả, tiếp theo mình đổi qua cái chữ trờ tre cộng với chữ ư. Chữ này tương đương với chữ trờ tre của Việt Nam mình. Trờ tre của Việt Nam mình TR đó, phải uốn lưỡi đúng không nè. Và bên Trung Quốc họ viết ZH. Hễ cái chữ nào mà phía sau có chữ H là chữ đó phải uốn lưỡi đó. Chữ này chúng ta đọc là chi. Trờ tre kéo theo chữ ư. Lúc này họ phía sau họ sẽ thêm chữ Y, nhưng họ không đọc Y, họ lại đọc ư, cho nên ta phải để ý nha. Chi. Ví dụ, 我知道了. Chi chu. Chi chu, hai chữ này là con nhện, vậy phải uốn lưỡi lên đó. Chi chu. Hảo. Sau đó mình đổi qua cái chữ uốn lưỡi mà còn bật hơi này. Đài Loan viết như thế, còn bên Trung viết CH. Phải uốn lưỡi mà còn bật hơi ra, ý là cái âm của nó mạnh hơn đó. Chi. Chi. Tiếp theo mình đổi qua chữ này, Đài Loan viết như thế này. Còn bên Trung họ viết SH. Việt Nam chúng ta có chữ S này uốn lưỡi. Chính chữ chữ này Đài Loan viết như thế này. Còn bên Trung viết như thế này. Hai chữ này tương đương với tiếng Việt mình là chữ S uốn lưỡi này. Nhưng họ còn thêm ư ở phía sau đọc nữa. Mình đọc là sờ, giống như là chữ ơ cộng với dấu quyền mới thành sờ. S sờ. Còn cái này họ đọc sư. Sư. Hảo. Tiếp theo mình đổi qua chữ R, một cái ô vuông chấm một cái bên trong đóng lại. Đây là chữ R của Đài Loan dùng. Chữ này tương đương với tiếng Việt mình là chữ R. Ê, y chang chữ R. Nhưng mà họ đặc biệt họ lại thêm ư ở phía sau. Họ không có ghi ra, nhưng họ đọc có âm. R. R. Mình đọc R. Họ đọc R. Khác nhau ở chỗ đó mà thôi. Dạy trực tiếp, chị dạy trực tiếp không hả? Chị không có dạy online nha.
Ồ, bán hàng online chị đây, vậy vậy không tính online cho chị hả? Người ta bán hàng trên này kêu là bán hàng online, chị dạy trên này không tính online cho chị hả? Vậy tính này là tính gì? Đó, sau đó mình đổi qua cái chữ z. Đây là chữ z của Đài Loan dùng. Chữ bên Trung họ dùng chữ Z. Lúc này ZH là chờ tre, Z0 là chờ CH của mình. Hey, chữ Z này chính là chữ chờ tre. Việt Nam mình có một chữ chờ tre, thì hai chữ này tương đương với chữ chờ tre của Việt Nam mình. Còn cái chữ này, Trung dùng chữ này, Đài dùng chữ này tương đương với chữ chờ CH của Việt Nam mình, không uốn lưỡi, mà phải kéo theo ư đằng sau nha. Họ đọc thẳng lưỡi, nghiến răng thẳng lưỡi. Tư, tư là ra nghe chữ này. Tiếp theo đổi qua cái chữ này. Chữ này nó sẽ mạnh hơi hơn, nó giống như cái âm này vậy nè. Lúc đó âm đó, chữ này chỉ có một chữ C. Còn âm này là CH, CH là phải uốn lưỡi đó. Mạnh hơi, vừa uốn lưỡi vừa bật hơi. Chi. Uốn lưỡi bật hơi đúng không? Còn cái này thì bật hơi thôi chứ không có uốn lưỡi. Sư bằng cách nào? Nghiến răng thẳng lưỡi, đẩy hơi. Sư. Rồi, tiếp theo mình đổi qua cái chữ S này. Cái chữ S này thấy nó vậy chứ mình tưởng chữ S uốn lưỡi của mình, không. Trong đài, bên đài nó ngược lại. Chữ S này là chữ không uốn lưỡi của tiếng Trung mình. Cái chữ S không uốn, uốn lưỡi của mình, đổi nó thành chữ đó. Nhưng họ không viết chữ đó, nhưng trong đầu người ta tự đổi. Còn mà cái chữ cuốn lưỡi á, là đằng sau nó có chữ H. SH là tương đương với chữ S uốn lưỡi của mình. Còn S0 thì tương đương với chữ S không uốn lưỡi của mình. Nhưng phải cộng theo chữ ư nữa. Bên Trung họ dùng chữ này. S nhẹ thôi. S, còn chữ này phải mạnh ra. S, S, S. Chữ này cũng vậy, uốn lưỡi nhưng mà không mạnh. S, còn chữ này. S, nó mạnh ra. Ừ, hả? Đổi qua chữ Y, đây là chữ Y của Đài Loan dùng. Hey, chúc chị nhiều sức khỏe, cảm ơn em nha. Chữ này đọc là Y, Việt Nam cũng có chữ Y. Chữ Y bên Đài viết như thế này, không có thay đổi. Bên Trung có. Hễ chữ Y đứng trước người ta hoặc đứng một mình. Y là Y dài cộng với Y ngắn. Đứng trước người ta, ở sau này còn âm phụ nữa. Nó cũng là Y dài cộng với Y ngắn. Mà nhiều lúc nó chỉ có mỗi Y dài không thôi. Ừ. Còn khi nó đứng một mình nhất định là Y dài cộng với Y ngắn. Ví dụ mà khi ta nói Y khơ phiển của một trái bơm, Y khơ si qua một trái dưa hấu, Y tông phản tử một ngôi nhà, Y thải chơ một chiếc xe, thì họ dùng Y dài cộng với Y ngắn này. Còn khi nó đứng sau người ta làm âm phụ trước này có cái âm khác nó đứng hàng thứ hai thì chữ Y bên Trung nhất định sẽ dùng Y ngắn. Ừ. Họ đổi qua chữ U. Lúc này cái chữ này giống chữ S của Việt Nam mình không? Đây, nó giống cái chữ này. Nhưng chữ này không đọc là S. Chữ này đọc là U. Tương đương với chữ U của Việt Nam mình luôn. Nhưng bên Đài viết hơi hơi lạ. U. Còn cái chữ S không uốn lưỡi nó nằm đây nè. Cách viết của họ là như vậy nè. Chữ này là chữ U ha. Chữ U của bên Trung có hai cách viết. Khi U đứng trước người ta là W. Còn U đứng một mình, W mà còn thêm U nữa. Khi nào đứng một mình? Khi mà nó nói U cỡ 5 cái. Hoặc là U ta cơ. U ta cơ là anh Ngô Đại ca đó. Họ Ngô. Ê, U ta cơ. Thì là W U. Còn mà nó đứng phía sau người ta nó làm âm phụ thì chữ U trở lại y chang tiếng Việt luôn. Đó là cách dùng của bên Trung Quốc. U, nghĩa hào, chào em nha. Nghĩa hào. U, sau đó mình đổi qua chữ Y. Chữ này khá giống chữ U của chúng ta đúng không? Chữ này không đọc U. Chữ này đọc Y, cách đọc tự với uy tín của Việt Nam mình. Chữ uy tín mình, U đứng trước, Y đứng sau. Còn có chữ Trung Quốc thì Y đứng trước, U đứng sau. Khi nó đứng một mình là nó viết như thế đó. Hoặc nó đứng trước người ta, nó cũng dùng âm này. Nhưng nó đứng sau người ta thì nó trở lại giống như chữ U. Vì thế hai chữ này giống nhau quá cho nên lúc này họ cho thêm hai cái dấu chấm để cho nó khác nhau. Chữ này đọc ư, ư. Sau đó mình đổi qua chữ A. Đây là chữ A của Đài Loan dùng. Chữ A của bên Trung họ dùng chữ này y chang tiếng Việt luôn. Chữ này đọc A, Việt Nam mình cũng đọc A luôn. Sau đó mình đổi qua chữ O. Chữ O này cái miệng tròn do đọc ra, bên Trung họ đọc viết như thế này. O. Ô, sau đó đổi qua chữ ơ. Đây là chữ ơ của Đài Loan dùng. Chữ ơ bên Trung họ dùng chữ này. Ơ. Nhưng mà bên Trung có nhiều nơi họ đọc ưa. Ưa. Hoặc là người ta nói
tu zi hào ưa. Đói bụng quá hả? Ưa, 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 ưa. Bên Trung có nơi đọc như thế đó. Còn bên Đài thì ơ, ở, ở, ơ. Ờ, hảo, mình đổi qua chữ E. Chữ E của Đài Loan viết như thế này. Một gạch kéo xuống, đẩy qua. Đây là chữ E của Đài Loan dùng. Còn chữ E bên Trung họ dùng chữ này. Lúc nãy cái chữ ơ cũng là chữ này. Và chữ E cũng là chữ này thì rối não cho các em thiếu nhi mất. Cho nên lúc này họ cho thêm cái nón. Và chữ ơ này nó có đi đứng đằng sau người ta. Nhưng chữ E này không có đứng đằng sau người ta. Nó đứng hàng thứ ba thì có. Đi sau cái âm ghép. Rồi bắt đầu mới ghép vô cái âm khác. À, chữ E này chỉ có đứng một mình, chỉ có một chữ. E, chữ đó thôi. À, chữ E đó mình dùng cho bạn bè mình được. Chứ dùng người lớn không được. E, chữ này đọc E, y chang tiếng Việt luôn. Mình đổi qua chữ I. Đây là chữ I của Đài Loan dùng. Chị biết app nào dạy tiếng Trung hay không? Một lát chị sử dụng app đó cho em xem nha. Em coi bảng chữ cái trước đi, rồi bảng chữ cái này sẽ giúp em đánh được app đó. À, bảng chữ cái này sẽ giúp em đánh được app, đánh được cái chữ app cái trên app đó. Rồi thứ hai nữa, bảng chữ cái này còn giúp em nhắn tin được nữa. Nhắn tin được cho mọi người luôn ha. Chữ này đọc ai. Ai bên Trung dùng chữ này y chang chữ đó của Việt Nam mình luôn đó. Ai. Ai. Sau đó mình đổi qua A. Bên Trung viết như thế này. Cách đọc của nó tương đương với chữ ớ y a của Việt Nam mình á. Ờ, và làm sao có được bảng chữ cái thì phải viết chứ chị. Mỗi ngày cùng chị lấy bút lấy giấy ra viết ra. Lấy bút lấy giấy ra viết ra. Cùng chị viết ra thì em sẽ có được bảng chữ cái nha. Chữ này đọc A. A cách đọc tự với chữ ớ y a của Việt Nam mình. Nhưng lúc này bên Trung viết không có giống tiếng Việt. Sau đó mình đổi qua chữ ao. Đây là chữ ao của Đài Loan dùng. Chữ ao của bên Trung họ dùng chữ này. Y chang tiếng Việt của mình luôn. Việt Nam mình đọc chữ đó cũng là chữ ao. Họ cũng đọc là ao. Ao. Hey, cảm ơn em nha. Sau đó mình đổi qua chữ âu. Âu. Của Đài Loan viết như thế này. Chữ âu bên Trung viết như thế này. Chữ này tương đương với tiếng Việt mình là chữ ớ u âu. 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 Nhưng bên Trung viết không có giống tiếng Việt. Âu. Hảo. Sau đó mình đổi qua chữ an. Đây là chữ an của Đài Loan dùng. Chữ an bên Trung dùng chữ này. Và nó tương đương với chữ đó của Việt Nam mình luôn. Nhưng họ hơi đọc đầu lưỡi một tí xíu ha. An. 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 À, mình đọc là an. Họ đọc là an. Đầu lưỡi đó. Họ tiếp theo mình đổi qua sàn tên ân. Đài Loan nói thế vì Đài Loan viết như thế này. Còn bên Trung họ viết như thế này cho nên họ không gọi là sàn tên ân. Chữ này khi đứng một mình nó mang nghĩa ớ nợ ân đó. Hoặc là nó mang nghĩa ơn, cảm ơn tạ ơn đó. Nhưng khi nó đứng ở phía sau người ta nó sẽ bị bỏ chữ e đi và nó biến thành chữ n. Nó tương đương với chữ n nhưng chỉ đứng sau người ta làm âm phụ. Chứ không bao giờ đứng trước người ta. Đứng trước người ta sẽ dùng chữ này. Chữ n. Còn chữ này là chữ ân. Khi nó đứng một mình nó mang nghĩa ớ nợ ân, cảm ơn đồ là nó. Ừ. Còn nó đứng sau người ta nó là chữ n thứ hai mà Vân muốn nhắc đến. Tiếp theo mình đổi qua chữ an. Đây là chữ an của Đài Loan dùng. Chữ an của bên Trung y chang tiếng Việt luôn. Chúng ta phát âm âm này ra là ra âm đó luôn. Con cái đọc từ cổ họng đọc ra an. Thật chất chữ này chúng ta đọc cũng từ cổ họng ra luôn mà. An. Đúng không? An. Vì thế chữ an và an ta phải phân biệt được đầu lưỡi và từ cổ họng thì chúng ta không có bị sai chính tả phần này. Hả, tiếp theo mình đổi qua chữ ân. Chữ này giống như là cách đọc giống như là ớ ngờ ân vậy đó. Bên Trung họ viết như thế này. Khi mà nó đứng một mình nó có chữ e này vào, nó thành ớ ngờ ân, như là tự ớ ngờ ân của mình. Nhưng mà khi nó đứng ghép với âm khác, nó bỏ chữ e đi, nó là tương đương với chữ n ngờ của Việt Nam mình. Nhưng họ không đọc thế, họ không đọc ngờ. Họ chỉ đọc ân. Đọc từ cổ họng ra. Ân. Ân. Hảo. Tiếp theo mình đổi qua chữ R. Chữ này Đài Loan viết như thế này. Còn bên Trung họ viết E và R. Vì ở bên Trung viết cho ta thấy rõ ràng là ân sau có chữ R. Vì thế mới uốn lưỡi lên đó. Hey, ta lấy cái chữ ơ của Việt Nam mình uốn lưỡi lên ra cái chữ này. R. Bên Trung họ uốn nhiều chứ Đài Loan chỉ là ơ. Ơ. Cho nên là nếu mà không uốn lưỡi, đa phần có rất là nhiều từ Đài Loan
không có uống lưỡi nhiều lắm đâu. Còn nhiều người bên Trung họ uống lưỡi nhiều lắm. Cho nên tao quan trọng là chúng ta phải biết luôn cả hai ha. Ơ hoặc là R là nó đó. Tiếp theo mình đổi qua ghép chữ. Họ có âm ghép. Đầu tiên ghép I với lại A. I A Gia của Đài Loan viết như thế này. I A Gia của bên Trung. Khi mà I đứng trước người ta không ai chặn nó, họ sẽ dùng chữ I dài. A đứng sau người ta, họ dùng A ghép vào. Ví dụ khi nào mà dùng cái I A Gia I dài này. Mà khi nào nó dùng I A Gia I ngắn này. Khi mà chúng ta nói giả xoa, giả cao, xoa giả, giả sử. Cái từ gia, giả, giả, gia. Đúng không? Ghép với bốn âm. Gia, giả, giả, gia. Thì chính là âm này thôi. Chúng ta nghe chỉ có gia, giả, giả, gia. Không có phần sau này có âm nào. Ví dụ như có bơ, phơ, mơ, tơ, thơ, nơ gì đó. Âm này ghép thứ hai. Họ sẽ dùng y ngắn chứ không bao giờ họ dùng y dài. Hảo. Y a ya của Đài Loan viết như thế này, không hề thay đổi. Bên Trung có hai cách viết là khi nó đứng một mình và khi nó đứng sau người ta làm âm phụ. Đứng sau sẽ dùng y ngắn này. Hảo. Tiếp theo mình đổi qua chữ y o yo. Y o yo của Đài Loan viết như thế này. Y o yo cũng vậy, bên Trung một loạt như vậy luôn đó. Khi mà y đứng trước người ta, không ai chặn nó, thì chữ y là ý là y đứng trước là nó không có âm nào nữa hết, đứng trước hết. Nó chỉ có y o yo vậy thôi đó. Thì chữ y đó là y dài. Còn mà ở trước có cái âm khác nó đứng hàng thứ hai, nó làm âm phụ của người ta, thì chữ y đó là y ngắn. Một loạt như vậy luôn. Y o yo 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 yo. Tiếp theo mình đổi qua chữ y e ye. Lúc này chữ e được xuất hiện rồi. Nó đi ghép với người ta, nó có âm. Y e ye. Chữ y đứng trước, không ai chặn, là dùng chữ y dài, e điền ra sau. Khi nào dùng chữ này, mình nói dễ dễ. Wǒ yě shì yè wǎn yě zì hoặc là yè zì đều là âm này hết. Còn đứng phía sau ví dụ tỉa tào hú tỉa sẽ dùng âm này. Đứng sau ghép người ta. Ở trước này có bơ phơ mơ tơ thơ nơ gì đó. Âm này chính là đứng sau người ta. Còn âm này đứng trước. Không bao giờ đứng sau người ta làm âm phụ mà là dùng y dài hết trơn á. Chỉ dùng y ngắn thôi ha. Khi mà nói dễ dễ thì là hai âm, nhất định là dùng âm này. Thêm dấu vào âm 2 và âm 5. Dễ dễ. Wǒ yě shì thành 3 dễ. Dễ 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 dễ. Chúng ta đổi qua chữ y ai dài. Y ai dài của Đài Loan viết như thế này. Bốn âm ta đọc dài 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 dài. Y đứng trước không ai chặn, dùng y dài, ai hai chữ điền ra sau. Còn y ai dài y ngắn như thế này là khi nó đứng sau người ta nó làm âm phụ, sẽ dùng chữ đó đó. Dài 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 dài, đó là vân đọc thuận bốn âm, bốn thanh điệu của họ ghép vào luôn. Sau đó chúng ta đổi qua y ghép với lại ao. Cũng vậy, dùng bốn thanh điệu ghép vào cái chữ y ao dao này. Y ao dao. Dao dạo dạo dao. Dao dạo dạo dao. Y đứng trước không ai chặn, dùng y dài ao hai chữ điền ra sau. Còn khi dùng y ngắn này là khi nó khép ghép đằng sau người ta làm âm phụ, sẽ dùng chữ y ao dao này. Ni dao bu dao. Bạn muốn không, bạn cần không? Qua hải dao, tôi còn muốn còn cần, chữ dao sẽ dùng âm này. Vì cái từ dao ta nghe chỉ có như vậy thôi, đâu còn âm nào trước nó đâu, đúng không? Thì chữ y họ sẽ dùng y dài đó. Xin chào em nha. Sau đó mình đổi qua chữ y o yo. Y o yo của Đài Loan viết như thế này. Y đứng trước dùng y dài, o hai chữ điền ra sau. Còn đứng phía sau làm âm phụ không đọc yo mà đọc yêu. Yêu. Tiêu tiêu. Tiêu lơ sơ. Tiêu lơ sơ là vứt rác, vứt đồ, gọi là tiêu lơ sơ. Còn ví dụ như là thần dầu, dầu chén, dâu sư quả, đều là dùng âm này hết. Dâu, dầu, dầu, dâu. Hảo, chúng ta đổi qua chữ y an yên. Đây là y an yên của Đài Loan dùng. Chữ y đứng trước, y dài, an hai chữ điền ra sau. Ví là khi nào mình nói, dèn chín con mắt, là dùng chữ này, chứ không bao giờ dùng ở dưới này. Ở dưới này thường mình thiên, thiên thiên, lão thiên dĩa, thiên khôn là dùng chữ này. Dùng chữ này để ghép. Đứng sau người ta phía trước có chữ thơ. Chữ thơ viết mỗi chữ T đúng không? Chữ thơ bên Trung Quốc họ viết mỗi chữ T mà tương đương với chữ thờ của Việt Nam chúng ta.
Còn chúng ta nói mày dẹn, phẳng dẹn ba, dẹn chinh, thảo dẹn, sử dụng tới chữ này. Hoặc là si dẹn, hút thuốc, sử dụng tới chữ này. Hảo, chúng ta đổi qua chữ y ghép với lại sản tên ân theo cách nói của Đài Loan. Y ân, mình đọc cái chữ này, y n in đúng không nào? Khi nó đứng phía sau người ta nó làm âm phụ, nó trở thành cái chữ y chang tiếng Việt, y n in. Chúng ta đọc bằng cổ họng đọc ra nha. Đọc bằng đầu lưỡi đọc ra nha. Chúng ta phát âm in in thử xem có phải bằng đầu lưỡi không nè. In in. Nhưng họ không đọc chữ này là chữ n. Họ đọc là n i n in. Lúc này chữ này là e n thì nó bị bỏ e đi rồi, nó còn chữ n. Mình muốn nói nó chữ n đứng sau người ta là chữ đó đó. Còn khi nó đứng trước người ta không ai chặn nó hết thì chữ y họ dùng hai chữ y dài cộng y ngắn. Chữ này chữ e bỏ rồi, viết chữ n qua thôi. In 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 in. Mình đi photocopy mình nói là 我去影印. 我去影印. Tôi đi photocopy. Sử dụng tới chữ này. In 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 in. Bốn âm ta đọc thế. Tiếp theo mình đổi qua chữ y ăn yang. Y ăn yang của Đài Loan viết như thế này. Chữ y đứng trước dùng y dài ăn điền ra sau. Còn y an yang đứng sau làm âm phụ, họ sẽ đổi chữ y ngắn. Yang, 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 yang. Bốn âm ta đọc thế. Họ tiếp theo qua đây mình đổi cái chữ y ân, yên. Đây là chữ y ghép với chữ ân. Ân này chúng ta đọc từ cổ họng đọc ra. Thì chúng ta nhớ rằng đi ghép với ai nó cũng đọc từ cổ họng đọc ra hết. Chữ y đứng trước họ dùng hai chữ. E, ng, en, bỏ chữ e rồi. Nó biến thành chữ ng. Vân muốn nhắc tới nó có tương đương với chữ ng của tiếng Việt mình. Và khi nó đứng sau người ta nó làm âm phụ, chúng ta lấy cái âm này đánh vần ra. Các bạn sẽ phát hiện được nó đọc từ cổ họng đọc ra. Y ân, yên. Chỉ cần phân biệt được chữ nào là đầu lưỡi, chữ nào là từ cổ họng thì các bạn phát âm không bao giờ sai chính tả nữa. Y ân, yên. Y ân, yên. Nhảy qua ghép âm U. Đây là âm U của Đài Loan ghép với âm A. U A qua Đài Loan viết như thế này. Chữ U đứng trước không ai chặn, họ sẽ dùng W. Còn chữ A điền ra sau. U A qua này thường là nó đi ghép ân sau người ta làm âm phụ mới dùng chữ này. Ví dụ như nói hoa, hoa lan, hoa mai, hoa ngọc. Chữ này đọc là hoa, bồi của họ đó. Âm bồi của bên Trung Quốc đó. Một chữ cái có một âm bồi bên cạnh. Chữ này đọc hoa, hoa âm thứ nhất, ngang hoàn toàn. Hoa. Chứ không bao giờ họ lấy cái chữ W điền ở đằng sau cái chữ này hết. Không bao giờ. Họ chỉ điền chữ này thôi. Còn chữ này là khi nó đứng một mình nó. Qua, quả, quả, qua. Bốn âm ta đọc thế. Hảo, tiếp theo mình đổi qua chữ U ghép với lại chữ O. U, O, wo. Thông thường mình nói 我的. 我喜欢你. W, O cộng với thanh ba. Chữ 我 này. Ai cũng biết chữ này đúng không nè. Thì nó từ bản chữ u o w này ra đó. Và chữ W tại sao tồn tại là khi nó đứng trước người ta không ai chặn là người ta dùng chữ W. Chứ còn nó đứng phía sau người ta là nó sẽ trở thành chữ U như thế này. U o w. Thông thường ta nói sân hỏa. Sân hỏa tờ hỏa. Hơ u o ở sân hỏa. Hoặc hỏa tờ còn sống. Là dùng chữ này. Ê, không bao giờ dùng W ở chỗ này hết. Dùng chữ này, nó đứng đằng sau người ta làm âm phụ là chữ này. Wo, 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 wo. Bốn âm ta đọc thế. Tiếp theo mình đổi qua chữ U ghép với lại chữ I. U, I, Y. Đài Loan viết như thế này. U, I, Y. U đứng trước dùng W, I hai chữ điền ra sau. Còn phía sau làm âm phụ sẽ dùng âm này. Y, 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 Y. Hảo. Chúng ta đổi qua chữ U ghép với lại chữ A. U A way của Đài Loan viết như thế này. Chữ U đứng trước dùng W A hai chữ điền ra sau. U A way đứng phía sau làm âm phụ, chữ E sẽ bỏ đi. Chữ U trở lại như thế này. Way, 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 way. Thường gọi alo thì bên này họ lại nói way thêm dấu sắc. Way âm 3. Way sao tại sao âm 4. Chữ này chưa có dấu gì hết, tương đương với âm 1, đọc ngang qua. Way, 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 way. Hảo, tiếp theo mình đổi qua chữ U An Wan của Đài Loan. Quả viết lộn bút U An Wan. Đài Loan viết như thế này.
U đứng trước không ai chặn, An điền ra sau. Thông thường ta nói Thái Quan, Đài Loan, chữ quan là chữ này. Xì hoan đứng phía sau làm âm phụ sẽ ghép âm này. Ê, quan, quản, quản, quan, hào quản mà. Thường hào quản người ta lấy âm này bồi ra. Xì hoan mà, thích không? Ta lấy âm này bồi đứng sau người ta. Trước này hoan, ta nghe chữ hoan là có âm hơn trước mà giống âm hờ mà đúng không? Là dùng âm này. Quan, quản, quản, quan. Bốn âm ta đọc thế. Hảo, ví dụ như quan, quản, quản, quan. Khi nào mà mình nói hoãn, 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 nó có dấu sắc vào, thành hai, hoãn. Vì thế chúng ta cứ đọc quan, quản, quản, quan. Rồi nó đi ghép với âm gì, để ghép cái âm đó vào là được, là ok luôn. Đẩy ra được chữ luôn đó. Hả, tiếp theo mình đổi qua chữ U ghép với lại sành tên ân. Theo cách nói của Đài Loan, đọc bằng đầu lưỡi vì nó một mình nó đã đọc đầu lưỡi rồi. U đổi W, E, N, N lúc này được viết trọn vẹn nhưng lúc sau thì cũng không được viết nữa rồi. Bỏ chữ E đi rồi. Nếu đứng sau làm âm phụ thì họ viết như thế này thôi. Còn nếu đứng trước, ví dụ như Quân, quẩn, 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 quẩn tao là tôi ngửi thấy rồi. Xin quân, xin hỏi là dùng âm này hết. Quân, quẩn, quẩn, quẩn. Ta dùng bốn âm, ta dùng thế. Tiếp theo mình đổi qua chữ U, ăn, ăn từ cổ họng đọc ra. Vì thế ghép với người ta cũng đọc từ cổ họng đọc ra luôn. U ăn, quan, U đứng trước dùng W, ăn, ăn, ăn điền ra sau. Còn U ăn, quan thường là ghép đằng sau, người ta làm âm phụ sẽ dùng chữ này. Quan, 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 quan. Bốn âm ta đọc thế. Quan, 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 quan. Tiếp theo mình đổi qua chữ U ghép với lại chữ ân, cũng đọc từ cổ họng đọc ra. U ân, quân, nhớ cái chữ này là vân không có bẻ nó xuống ha. Tới đây vân gật ngang nó qua. Cái chữ ân đó là viết như thế. Còn mà bẻ xuống một góc nữa đó là chữ chi, chứ không phải chữ ân. Chữ ân thường góc này nó nở ra, chứ góc này nó đi ngang qua. Đó là chữ ân. U ân, quân. Khi đứng trước đọc quân, phía sau en, en được điền qua. Còn đứng sau đọc ung, chữ u bị bỏ, bị đổi thành chữ o rồi. Chỉ có chữ này, chữ U bị đổi thành chữ O mà thôi. Nó gặp phải cái em này là nó bị đổi thành chữ O mà thôi. Còn bình thường nó là chữ U hết. Đứng sau đọc ung, công chua, chua công, lão tổng chế. Đứng trước đọc quân, bãi thổ quân, chim đầu bạc. Lão quân, lão ông, bù tạo quân, còn lật đật. Quân quẩn, quần, quân. Tiếp theo mình đổi qua chữ Y ghép với lại chữ E. Uy ê duê của Đài Loan viết như thế này. Ê, cảm ơn chị nhiều, ok. Uy ê duê, 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 duê. Uy lúc này dùng hai chữ, e điền ra sau, e đâu còn cái nón nữa đúng không? Nên đi ghép chứ người ta đã bỏ nón rồi. Hảo, còn đứng sau người ta làm âm phụ, nó khá giống chữ u đúng không? Nếu mà không thêm hai dấu chấm vào, chúng ta sẽ bị lộn, chúng ta không biết là âm nào hết. Vì thế chữ U trên đầu không hai dấu chấm, chữ đó đọc U. Mà hai dấu chấm thêm vào chữ đó đọc Uy, Uy, E, Yue. Khi nó đi sẽ ghép bên sau, người ta nó dùng âm này. Yue, 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 Yue. Hợp đồng của ta, ta gọi là Hở Yue hoặc Hở Thộn. Hở Yue sẽ dùng tới âm này. Yue Huy, hẹn hò sẽ dùng tới âm này. Yue Nán, lúc này nhấn xuống rồi âm tư. Yue Nán, Việt Nam chúng ta. Hoặc Yue Liang, mặt trăng, đều là âm này hết. Họ tiếp theo mình đổi qua chữ Uy ghép với lại chữ An. Uy An, Yuen của Đài Loan viết như thế này. Chữ Uy lúc này hai chữ, đúng không? An lúc này cũng hai chữ. Còn đứng phía sau người ta làm âm phụ, trên đầu phải thêm hai dấu chấm. Cách viết của nó là như thế. Yuen, 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 Yuen. Bốn âm ta đọc thế. Tiếp theo mình đổi qua chữ Uy ghép với lại sành tên Ân. Đài Loan viết như thế này. Còn bên Trung thì viết như thế này, Uy hai chữ, E này bỏ đi rồi, còn viết chữ N thôi. Còn đứng sau làm âm phụ thì trên đầu phải thêm hai dấu chấm, N ghi xuống. Chữ đọc đầu lưỡi đúng không? Sành tên Ân chúng ta đọc từ đầu lưỡi mà. Vì thế nó ghép với âm nào cũng vậy hết, nó đọc đầu lưỡi hết đó. Yuen, 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 Yuen. Ai tên Vân là dùng âm này để ghép ra đó. Yuen, 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 hoặc mây trắng cũng là âm này ghép ra luôn. Hảo, tiếp theo mình đổi qua chữ Uy ghép với lại chữ Ân. Uy Ân, Dông. Lúc này phía sau là chữ U gặp phải em này biến thành chữ O rồi.
Em này en rồi em không lấy, biến thành ng thôi. Còn đứng sau làm âm phụ sẽ là y ngắn chứ không bao giờ là y dài. Dũng, 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 dũng. Ni hao dũng cả nè. Bạn dũng cảm quá. Ờ, wo mei you yong qi, tôi không có dũng khí. Hào dũng mà, hen hào dũng. Zhe shi wo de bang yong, đây là người giúp việc của tôi. Hey, đó là bốn âm. Dũng, 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 dũng. Hảo. Cho em xem tải xuống với chị. Tải xuống sao em? Tải xuống như thế nào? Buồn ngủ nói là hào khôn nè, hoặc xiang xuê chờ. Thông thường ngồi đó mình buồn ngủ cái mình nói wo hao kun nè, tôi buồn ngủ quá, hoặc là wo hao xiang xuê chờ, tôi buồn ngủ quá. Có hai cách nói ha. Hảo, em muốn tải cái gì? Em muốn tải cái gì? G có chị. Hả? Google có hả? À, Google tỏ có cái bảng chữ cái này. Đúng rồi, Google có bảng chữ cái này. Google có bảng chữ cái. Hồi nãy em nào nói là chỉ cho các em đánh chữ trên này. Một lát chị sẽ chỉ ha. Trước tiên là em phải tải cái Google dịch về. Con muốn học tiếng Trung lắm thì con cứ chuẩn bị giấy bút. Mỗi ngày cô đều ngồi đây, chỉ có thứ hai được nghỉ. Thứ hai được nghỉ. Trong 2 tháng hè này cô sẽ dạy buổi tối. À, ban ngày dành cho các em nhỏ. 2 tháng hè này sẽ dạy buổi tối lúc 8 giờ như thế này. Còn hết hè thì chúng ta học lại bình thường. Thứ hai được, cũng là thứ hai được nghỉ. Rồi thứ ba, nếu mà hết hè là chúng ta tính cứ mấy cái 2 tháng hè này chúng ta học, cứ học tối đi. Muốn học tiếng Trung. Chị ơi, muốn học tiếng Trung. Ê, muốn thì chúng ta chuẩn bị mình kê bút và cuốn sách trắng ha. Học tối mấy giờ? 8 giờ tới, thường thường 8 giờ đến 11 giờ. 8 giờ đến 11 giờ. Nếu mà cảm thấy mệt có thể đi nghỉ trước, không sao hết. Và bên kênh YouTube đều có bài, khi nào rảnh vào thêm xem thêm. Kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Hồng Vân. Hồng Vân. Viết Hồng Vân mà viết Hồng Kông. Hồng Vân biến thành Hồng Kông. Hồng Vân. Ở đây là tiếng Anh thì tiếng Trung gì bằng phím quá trời bằng phím. Hồng Vân Family Cuộc Sống. Đây là kênh YouTube của Vân đó. Ở đài. Đây, chữ này. Chúng ta gõ qua bên YouTube sẽ tìm thấy kênh của Vân. Buồn ngủ thì chúng ta cứ nói là 我好困, hoặc 我想睡觉. Thông thường con của mình buồn ngủ rồi, mình nói lão con, 小孩想睡觉, là 我们回家吧. Lão con, 小孩子想睡觉了, hoặc lão con, 儿子 想睡了,回家吧. Hoặc 女儿想睡了,我们回家吧. Ha, nó là con cái con của mình, con trai của mình buồn ngủ rồi, con gái của mình buồn ngủ rồi, chúng ta về nhà đi. Hảo, xong các bạn chữ cái này tao vào sách thôi. Ngày hôm qua ta viết chưa hết. Vào viết tiếp và đặt câu ra. Khi đặt câu chúng ta sẽ dùng tới cái bàn phím đó đó. Khi đặt câu chúng ta sẽ dùng bàn phím để đánh chữ. Và sẵn đó mình chỉ cho mọi người đánh chữ luôn. Hôm qua ta viết tới chữ mài này. Rất muốn học viết. Rồi, muốn học viết thì chúng ta cùng viết thôi. Đang giờ chuẩn bị viết đây. Chữ này đọc chín. Chín. Chín này phiên âm của nó là gì? Chữ này là chữ chi. Chúng ta phải có bật hơi ra mà đúng không? Chi này nó bẻ ra chứ nó không được viết như thế này. Viết như thế này là thành chữ ân rồi, đúng không? Nó dưới nó gạch ngang qua. Còn cái chữ chi này nó bẻ xuống. Nó bẻ xuống. Ở đây mà gạch ngang ngay giữa này là tính ra có một nửa. Cái này nó chỉ làm được hai phần. Chữ ân này chỉ là đi chiếm một phần mà thôi. Chữ này đọc chi. Y ân in. Y ân in, y chang y này in của mình vậy đó. Lúc này thành một, ta đọc ngang qua. Chin. Chi. Y ân in. Chin. Cho mình chụp bảng chữ cái. Hảo. Bảng chữ cái.
Để cho bạn ấy chụp bạn chữ cái nha, mọi người đợi bạn ấy tí. Ai muốn chụp chụp luôn. Chúng ta lấy một phần thôi, cái này tờ giấy này làm được hai phần. Từ chữ bơ này, nhớ là viết dọc xuống ha. Bọn mình viết dọc xuống, màu đen là của Trung Quốc, màu đỏ là của Đài Loan. À, ta chụp đi. Lấy từ chữ bơ đi ra. Chụp xong báo mình biết, mình đẩy xuống cho. Không, không bạn là sao? Không rõ hả? Không rõ hay là sao? Không rõ chụp như thế này. Thử xem. Ok rồi hả? Rồi. Đây là phần dưới. Ok rồi. Ừ, hảo. Rồi chúng ta vào viết chữ thôi. Ừ, hào lơ hào lơ hào tơ. Chữ này đọc chín. Chín. Chữ này chúng ta phải bật hơi ra ha. Chín. Hảo, viết hết. Chi y n in. Đầu lưỡi. Chín. Chi y n in. Y sân chín. Chi y n in. Y sân chín. Hoặc y n in. Chi in. Chín. Cũng được. Y ân in, lúc này chúng ta ghép là có ghép âm này mà ha. Chi ân, chi in chin, chi in chin, hoặc là chi y ân in y sân chin. Nhỏ lại cho em chụp nguyên trang. Oh no, nguyên trang không chụp được. Chị làm lâu chị biết, nguyên trang không bao giờ chụp được. Hỏi các bạn chụp lâu biết liền. Tại vì nó mờ dữ lắm, không thấy gì luôn á. Cái đó Vân làm nó có đã có kinh nghiệm rồi, cứ chụp vậy đi. Chụp nguyên trang không chụp được đâu. Ừ. Hả? Đầu tiên ta viết chữ chín. 1 2 3 4. Nét này ngắn, nét dưới này dài, ở đây kéo xuống, đá đây và kết đây. Sau đó bên này có chữ chien. Gạch đây, đóng lại, bên này phết qua. Bên này đẩy qua, mình có chữ chín. Cảm ơn nhiều, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mình có chữ chin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ở bên trong là hai gạch đó. Ê, ở đây một gạch, rồi lại gạch ngang, hai phết xuống. Gạch ngang, nét dưới dài hơn tí, kéo xuống, phết bên này và bên này một cái nữa. Còn ở đây gạch dọc xuống, móc từ đây, bẻ qua, bên trong này hai gạch, mới đóng nó lại, rồi ở đây bẻ qua, để móc qua, mình có chữ chin. Chữ này đọc xin, bộ thủ của nó là bộ gì? Chèm bộ. Đây là bộ thủ của nó. Nó gồm 16 nét lúc nãy chúng ta viết, chúng ta đếm rồi đó. Vậy thì cái chữ này ngoài ra nó còn có những... Giờ chúng ta đặt câu cho nó ha. À, chữ xin này chúng ta đặt câu cho nó. Có gì những gì? Các bạn đã học qua được, xin bấm trước ra đi. Phần dạy đánh chữ phồn thể có bên YouTube. Cái nào cũng có hết. Khi mà đánh về chữ từ vựng là cái nào cũng có hết ha. Khi nào mà bài nào mà đang dạy từ vựng giống vậy nè, là bài đó đều có, đều có cái phần đánh chữ hết. Ừ. Hảo. Bây giờ chúng ta đặt câu nha. Rồi các bạn nào, các bạn mà đã học lâu cho các bạn đặt câu trước, để cho các bạn được nhớ chữ. Các bạn học đã học lâu với Vân rồi, các bạn đánh đặt câu trước đi.
Chin. Chữ chin này thường nói về thân thiết đồ hoặc là hôn đồ đó, sẽ dùng tới nó. Đúng không? Thân thiết hoặc là hôn đồ đó sẽ dùng tới nó. Chữ này đọc là chin. 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 Chin ai tờ, đúng không? Chin ai tờ. Chin ai có nghĩa là thân yêu, thân mến, thân yêu. Gọi là chin ai. Chin rẫn, đúng rồi. Chin rẫn là người thân của mình. Chin chín ai e. Chin chín ai e. Chin chín ai e. Vân là người cổ lỗ sĩ lắm. Vân là người cổ lỗ sĩ lắm. Hảo. Còn gì nữa? Mù chin, đúng rồi. Mù chin là mẫu thân của mình. Mẹ ruột mình gọi là mù chin. Các bạn nghe qua chin yền khan tạo. Chin yền sổ chien chưa? Tận mắt nhìn thấy. Chin yền. Chin yền là tận mắt. Wa chin yền khan tạo tờ. Tôi tận mắt nhìn thấy đó. Rồi các bạn nghe qua từ thân mật. Chin rơ. Chin rơ. Thân mật nồng nhiệt, nồng thấm rồi đó. Hoặc là chin gia công, chin gia mù. Chin gia công, chin gia mù là người thân gia của mình. Nói về từ công có nghĩa là ông thông gia, thân gia công đó, ông thân gia. Chin gia mù là thân gia mẫu, bà thông gia. Đúng không? Rồi gì nữa? Chin chuẩy, các bạn nghe qua từ chin chuẩy chưa? Hung miệng, hung môi đó. Chin chuẩy. Chin chuẩy, chin ai tờ. Ê, kêu anh yêu của mình, kêu người thân mật của mình. Chin ai tờ. Thân mến, thân yêu ơi. Anh yêu ơi, anh thân yêu ơi, anh yêu ơi, vậy đó. Hoặc là chin chin. Chin chin là gì? Thân thiết, gần gũi, thân cận, gọi là chin chin. Là gì nữa? Rồi bắt đầu chúng ta đi bấm chữ nha. Chữ chin đầu tiên tìm nó ra. Chi y n in. Đánh từ đây ra chữ chin. Chin ai, thân yêu, thân mến. Đổi qua tiếng phồn thể. Hảo. Tiếng này đổi ra tiếng Việt. Chin ai. Rồi gì nữa? Chi y n in. Chin zi. Đích thân mình đi. Wa chin zi suy nã. Tôi đích thân tôi đi lấy đó. Đích thân tôi đi lấy. Chin chie là thân thiết. Chin chie. Like bên này, phát lại bên kênh YouTube để em coi lại. Ok em nè. Chin chie. Là thân thiết. Rồi ngoài ra là gì nữa? Chin yǒu. Là thân hữu, bạn thân của mình. Chin yǒu. Chi yǒu yǒu chin mì. Thân mật. Ta gọi là chin mì. Chin mì là thân mật. Nữa. Chin. Chin có nghĩa là thân cận. Rất gần gũi. Gọi là chin chin. Tha sư wǒ. Tha sư wǒ xin chin de rén. Có nghĩa là người ấy là người rất là thân cận. Bên luôn bên cạnh. Luôn bên cạnh của mình. Chin chin. Hảo. Chin sổ. Tự tay gọi là xin sổ. Xin sổ chua tờ. Tự tay tôi làm đó. Xin sổ. Em có mấy ông phà chứ. Bù sư bù chê. Sư bù chê. Em không? PK ô. Để biết chữ chê ở đây làm gì à? Mình biết chữ chín mà. Chi y ân in. Chín. Chin rảnh, cái này có mà, người thân của mình, thân nhân của mình, thân nhân gọi là người thân mà, đúng không? Chin, chin quẩn là hôn. Chin, yền, khăn, chin yền mù tủ, chin yền khăn tạo, là tận mắt nhìn thấy. Chin yền là tận mắt, khăn tạo là nhìn thấy. Chin, chín khẩu, ta chín khẩu说的, ta chín khẩu说的,
chính miệng anh ấy nói ra. Tha xin khổ. Sì tha đi. Sì tha. Sì tha xin khổ. Gào sù wò de. Gào sù wò de. Có nghĩa là chính miệng anh ấy nói cho tôi biết. Sì tha xin khổ. Gào sù wò de. Có nghĩa là chính miệng anh ấy nói cho tôi biết. Mà dùng từ xin này. Chín chê, chín chê hoặc là chín chi, có nghĩa là người thân thích trong nhà mình. Chín chi, phẩn dầu là những người thân thiết, bạn bè thân thiết, được đó. Rồi gì nữa? Chín gia công. Chín gia công là ông thông gia. Đánh ra luôn đi. Chín gia mụ là bà thông gia nè. Rồi tiếp theo. Xin gia công là ông thông gia nè. Ông bà thông gia của bên mình đó. Xin gia công, công là nói về con đực mà. Mù nói về con cái mà. No. Xin gia công, nếu nói ra tiếng Hán Việt là thân gia mẫu và thân gia công. Tiếp theo. Xin nhiều lắm, cái này nhiều lắm. Đại khái mình lấy nhiều đây thôi. Đại khái mình lấy nhiều đây thôi. Chin ma. Chin ma có nghĩa là mẹ ruột của mình. Gọi là chin ma. Ha. Hảo. Ok. Chúng ta đổi qua chữ rủ. Chữ này đọc r, tương đương với chữ r của Việt Nam mình cộng với chữ u, ở sần rủ. Đây là chữ r u ru. R u ru có giống là chữ r u ru không? Có cái là chữ viết của họ, họ đọc R-U-R-U, mình đọc R-U-R-U, ru con ngủ á. Ơ sân rủ, chữ này đọc U, âm hai ta đọc U, R-U-R-U, như vậy cũng được. Sao em đánh chữ, đánh không ra được chữ đó, chữ nào em? Chữ nào em đánh không ra được, em nói chị đánh cho. Đây là chữ R, tương đương với chữ R của mình, cộng với chữ U, ơ sân rủ, cũng có thể là U, ở sân ủ, rư ủ rủ. Nhưng vậy nó mệt lắm. Thật sự mệt lắm. Rư u ru, ở sân rủ. Vậy dễ hơn. Rư u ru, ở sân rủ. Rư u ru, ở sân rủ. Vậy đi. Học hoài không nhớ đó là chuyện bình thường. Hồi đó chỉ học 2 năm mới nhớ được. Mới bắt đầu nhớ một ít. Mới bắt đầu từ từ nhớ một ít. Nǐ hǎo, nǐ hǎo. Hǎo. Sao em đánh không được ra được chữ đó? Chữ chín, em muốn nói chữ chín phải không? Ví dụ chữ chi nằm đây. Em thấy chữ chi nằm đây không? Gần quá. Chi nằm đây. Chi. Có thêm chữ y mà. Y nằm đây. Và nó có chữ ân. Ân nằm đây. Là cái chữ đầu tiên này luôn. Phải nhìn đúng chữ. Đây đều là chín hết. Nhưng mà cái chữ nào mà chúng ta cần mới là điều quan trọng. Chín. Ok không em? Chín. Hảo. Rủ. Bộ này, bộ thủ của nó là bộ nữ. Bộ thủ của nó là bộ nữ. Khi nó đứng bên cạnh người ta, nó như vậy. Đứng mình vậy. Cũng tự tự giống nhau thôi, không có gì khác hết. Có nhiều chữ nó khác, có nhiều cử nó không có khác gì hết. Chúng ta viết chữ rủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên trên này họ có ghi là 6 nét. Đúng 6 nét, không dư nét nào hết. Chữ này đọc rủ. Rưu rưu ở sân rủ. Em đánh như chị, không có chữ đó. Hả? Vậy nó nằm ở dưới á. Chi, em đánh và dùng bàn phím của chị luôn mà. Chi, đúng chữ ân này chưa? Nè. Đánh là đánh ra rồi. Đúng không? Chi nè. Còn không, em phải kéo xuống. Em phải kéo xuống cái nút đây nè. Cái nút này nè. Cái nút này nó hoạt động nha. Em bấm vào nó hoạt động đó. Đó. Em bấm vào đây em tìm ra. Em tìm nó ra. Nó nằm dưới này nè. Có lúc là của chị dùng nhiều rồi, nó tự nó nhảy ra những cái chữ mà chị thường dùng. Còn em chưa ít dùng á, nó nằm trong đây nè.
Nó nằm trong một đống chữ này là em phải tìm nó ra nha. Không phải là nó không có, mà những cái chữ này đều gần như cái âm này hết. Đều gần như là cái âm này hết, cho nên nó ra những cái chữ liên quan tới cái âm đó cho em đó. Nha, em phải chịu khó vào trong này tìm ra cái chữ đó. Cái phần tìm chữ này cũng giúp em học được tiếng Trung hay lắm đó. Bằng cách nào? Em phải nhìn được mặt chữ, em mới chọn đúng chữ em cần, đúng không? Đâu có chọn bậy bạ được. Em phải nhìn được mặt chữ trong một số này. Vì thế các em mà cứ dục tiếng phiên âm cho chị mà kêu chị dịch ra chữ, chị bó tay. Các em thấy nhìn một phiên âm như thế này mà nó ra vào đây một đống chữ, đều là liên quan tới nó đó. Đều là liên quan tới nó hết đó. Em phải từ trong này tìm ra ngay cái chữ này. Bây giờ đang thử thách em bằng cách tìm chữ của tiếng Trung đó. Cái app này là Google Dịch ha. App này Google Dịch. Hả, lúc nãy chúng ta có chữ R. R nằm đây. R. U nằm đây. Ở sân, chưa đánh là nó đã ra chữ rủ rồi nè. Ở sân rủ. Hảo, chữ rủ. Thông thường hay nói là gì? Rủ của, nếu như. Đúng không? Chấm. Phết một cái, tách ra. Rủ. Rủ chữ. Nguyên lại rủ chữ đi. Nguyên lại rủ chữ. Thì ra là thế. Thì ra là như thế. Nguyên lại rủ chữ. Hảo. Rồi gì nữa? Rủ. Chín. Thường là. Sư tạo rủ chín. Việc đến ngày hôm nay đó. Sư tạo rủ chín. Có nghĩa là việc từ đó tới ngày hôm nay. Việc cho đến ngày hôm nay gọi là sư tạo rủ chín. Hảo. Rồi gì nữa? Rư u rư ở sân rủ. Ê, rủ y là gì? Như ý mà, thông thường thì ha. Wan shi rủ y. Wan, 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 wan. Wan shi rủ y. Vạn sự như ý. Đúng không? Lây rủ dụy xạ. Nước mắt chảy như là mưa vậy đó. Lây này là nước mắt. Rủ là như. Dụy là mưa. Lây rủ dụy xạ. Có nghĩa là nước mắt chảy như mưa. À, nước mắt chảy như mưa. Rủ là tên của em, đúng rồi. Rủ là tên Như. Rủ này là tên Như. Rồi gì nữa? Rủ. À. Rủ gì nữa? Rủ mộng. Rủ mộng là như mộng vậy đó. Như giấc mơ vậy đó. Rủ mộng. Hảo. Rủ. Rủ gì? Rủ y, rủ chỉ, rủ chỉ, duyên, rủ duyên, như ý nguyện của mình, gọi là rủ duyên. Bài quẩn, bù rủ y chèn. Bài quẩn có nghĩa là nghe ngóng rất là nhiều luôn, nghe thấy rất là nhiều, không bằng một lần nhìn thấy. Chúng ta nghe ngóng nhiều cũng không bằng chúng ta một lần nhìn thấy, đúng không? Có nghe người ta nói cỡ nào mình không tin thì không tin, mà một lần nhìn thấy là tin luôn đó, gọi là bài quẩn, bù rủ y chèn. Viết chữ. Chữ gì em? CHI là sao? CHI chữ GEN GEN. Chữ đó là chữ gì em? GEN. GEN à? Chữ G. GEN. Thường là gì? Chinh lại. Vào đây chinh truy. Đi vào. GEN đấy em. Hảo. Rồi nghe ra gì nữa? Rủ. Rủ, rủ sơ. Thông thường chúng ta hay đi vô toilet. Người ta ghi chữ rủ sơ hậu. Rồi gì nữa? Chỉnh xí sổ, đúng không? Chỉnh xí sổ. Rủ sơ là gì? Lúc này không nói như nữa. Mà là rủ sơ có nghĩa là sau khi đi toilet xong đó. Rủ sơ hậu, chỉnh xí sổ. Có nghĩa là bạn đi toilet xong bạn nhớ rửa tay. Các bạn có thường đi vô toilet mà các quán ăn người ta hay ghi chữ rủ sơ hô chỉnh xí sổ. Có nghĩa là đi toilet xong phải rửa tay. Học bao lâu? Phú rủ tông hải, phúc như đông hải. Sâu bị nản san, thọ tựa nam sơn. Đúng không? Sẽ dùng tới nó. Đúng không sai? Hảo. Đó là liên quan tới chữ rủ chúng ta cần. Và cái chữ Hà Giang có viết phúc như đông hải, thọ tựa nam sơn.
phú rú tông hải. Phú rú tông hải. Sâu bì nán san. Thường này chữ này là 8 chữ. Chữ này 8 chữ. Sâu bì nán san. Hoặc là thường là sâu. Sâu bì nán san. Sâu y đi. Nó dùng chữ tựa. Y. Y mà đánh chữ đó. Sâu. Sâu y nán san. Hoặc sâu. Sâu bì nán san đều được hết. Cả hai chữ này đều có người dùng ha. Bì hoặc. Bì ở đây là thọ của mình so với Nam Sơn. Bằng như thế. Bằng như thế. Thọ như là thọ tự Nam Sơn vậy đó. Có người sẽ dùng bì, có người sẽ dùng y. Tùy ha. Cái câu của nó dùng, nếu mà dùng tựa thì dùng y đúng hơn. Tại cái chữ y dịch ra mới là tựa. Chữ y này dịch ra mới là tựa. Sư, sư y. Sư y, sư chữ này. Hảo. Đó là những cái chữ liên quan tới chữ rủ. Ok. Tiếp theo mình đổi qua chữ y. Chữ này đọc y, sư sân y. Y, sư sân y. Y, sư sân y. Lúc này có dấu quyền mình không đọc là y. Y. Y, y. Không đọc vậy. Mình đọc y, sư sân y. Y, y. Y. Hảo. Chúng ta đổi qua chữ y, phiên âm của nó là y. Bộ thủ của nó là xin. Bồ Tâm khi nó đứng một mình. Và nó đứng dưới người ta nó cũng như vậy luôn. Nó không thay đổi. Trừ phi nó đứng bên trái người ta bên này thì nó là như vậy. Ê bảy, chữ đó đâu phải. Chữ này mình viết gì á. Đây, quẹt xuống. Ở đây. Này giống chân gà. Con này là rõ ràng là bộ nhân mà. Nhân đứng. Đây mới là bộ tâm đứng. Khi mà tâm nó đứng ở bên dưới người ta là nó y chang bản thân nó luôn. Nó rất giống trái tim không mà. Cái chữ tiếng Trung rất là ngộ nghĩnh. Các bạn thấy cái chữ này y chang cái trái tim của chúng ta mà. Lấy ra cho chúng ta thấy rõ đó. Trong tim, trong bộ tim, trái tim trong tim mình thì mình không thấy rồi. Nhưng mà thấy qua của heo mà đúng không? Y chang vậy luôn. Y chang một quả tim. Rất là dễ thương. Hảo, chữ này đọc y. 13 nét, ta viết thử nha. Hảo. 1, 2, 3, 4. Nét này dài. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 phết gạch ngang, 2 phết xuống, nét dưới dài hơn. Một cái ô vuông ra, bên trong gạch một cái nữa rồi mới đóng nó lại. Dưới này trái tim. Chữ này đọc y. Rú y, quan sư rú y. Rồi, mấy đứa nó về. Hảo. Đứng ngoài xa. Hảo. Một phết gạch ngang, hai phết xuống, gạch dài, một cái ô vuông, gạch giữa, đóng lại, trái tim ở dưới này. Ta có chữ y. Chữ y. Chữ này đọc y. Lần cơ hỏi lại là cho bú yào chào ha. Thính đào mấy yào? Bà ba hoa đi mi mà là cho bú yào tạc hai lợ. Mà mà cao su bố lạng cái mi mà sư lĩnh ơ. Ngô bú yào. Bú yào chơi cao su nì lợ. Bú khờ y. Lĩnh ơ sử mà. Bú yông quân. Cao su bố chém bú. Cao su bố chém bú. Bú xín. Bú yào. Cao su bố. Bú yào. Cao nín cao su bố. Bà ba chơi xa mên yếu khăn ơ. 去玩玩具. Hảo, mình đổi qua cái chữ rủ y. Bé ở nhà không nói tiếng Việt hả chị?
bình thường mà chị nói tiếng Việt với bé thì bé mới nói. À, hoặc là nhiều lúc bé nói chuyện với bà ngoại thì bé sẽ nói tiếng Việt. Bố là nào cho chị chào bà bảo quản không? Nào quán chú ý không? Không, 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 hai bé đáng yêu. Chị đang ở Đài Loan nha. Chị đang ở Đài Loan. Hảo, mình vào đây. Chị giải thích với em cái từ rủ sơ. Rủ sơ thường là rủ sơ hồ. Ba chữ. Rủ sơ hồ. Sau khi đi vệ sinh. Cái này nó dịch ra là không đúng. Như giấy vệ sinh là không đúng. Có nghĩa là sau khi đi vệ sinh xong đó. Sau khi chúng ta đi vệ sinh xong gọi là rủ sơ hồ. Chị tớ xong sợi. Đúng không? Có người trong trong cái thường thường là trong cái phòng toilet, một là ghi rú sơ hồ giao xí sổ hoặc rú sơ hồ chỉ tớ sống sủi, nhớ nhớ dội nước, đúng không? Nhớ dội nước. Hảo, quay lại cái chữ y của mình, rú y có nghĩa là như ý. Hảo, y này không phải chữ này, y chữ này, y là cái ý, ý gì nghĩa gì. Thường người ta nói 什么意思? 什么意思? Có nghĩa là ý gì? Là ý gì? Có ý gì? Là nghĩa gì? Hoặc là 意思生意 意外 là gì? Là ngoài ý muốn gọi là 意外 这是意外 这是意外 có nghĩa là đây là ngoài ý muốn. Đây là một cái sự việc ngoài ý muốn đó. 这是意外 好, sân y xin lộn, đúng rồi. Sân y xin lộn thường là chúc người ta. Sân y xin lộn có nghĩa là làm ăn buôn bán được thịnh vượng đó. Làm ăn buôn bán được hưng thịnh. Hảo. Tiếp theo, y sư sân y. Dấu sầm mà y y, có ý nghĩa gì nữa đâu. Dấu sầm mà y y. 这样做, thường là 这样做, 还有什么意义? 这样做, 还有什么意义? Làm như vậy còn có ý nghĩa gì nữa đâu? 这样做, có nghĩa là làm như vậy. 还有, có nghĩa là còn 什么意义? Ý nghĩa gì nữa đâu? Thường người ta nói như thế. Hả, tiếp theo. Dạ, phồn thể nha. Đây là phồn thể. Ngoài ra có gì nữa? Ý kiến, 你有什么意见? Bạn có ý kiến gì? 你有什么意见? Bạn có ý kiến gì? Chua su lại. Chua chu lại. Nói ra. 你有什么意见? Chua su lại. Nói ra. Hảo. Tiếp theo mình có chữ y. Y thủ có nghĩa là ý đồ. Hai đứa nhỏ tiếng rồi, Lèn Quê. Sao sao? Ní dụ sầm mà ý thủ. Ý thủ này là ý đồ. Gọi là ý đồ. Hảo, tiếp theo. Ý. Ý trị có nghĩa là ý chí. Ý trị. Ý trị này, hai chữ này là ý chí. Rồi gì nữa? Ý. Y giả, y liao, y mien. Y chi. Y chi này là ý khí. Ý khí gọi là y chi. Rồi gì nữa? Y trung, y phần, y xiang. Y sân hồ, y xa, y loạn. Y nắng quang. Đây là một bộ phim tiếng Thái Duy. Bài này mấy năm trước đã diễn rồi, diễn hết 3 năm trời bằng tiếng Thái Duy. Bên kênh số 6, đài số 6 của Đài Loan, các bạn bấm ngay số 6 nó sẽ ra. Nhưng mà bây giờ không biết còn diễn lại không, lâu lâu nó vẫn còn quảng cáo.
y nán wang. Y nán wang. Từ này mang nghĩa ý. Ý nán, cái kiểu như là cái ý đó khó mà quên được. Cái ý đó khó mà quên được. Hảo, đây là những chữ liên quan tới chữ y. Tiếp theo mình qua cái chữ shì. Shì. Shì này, shì, 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 shì. Ơi. Tùy à, chẳng mà là. Tùy. Chữ này đọc shì, uống lưỡi nha. Shì, nó theo cái cách này. Shì. Nhưng lúc này có dấu quyền mình không đọc là shì. Mà mình đọc là shì. Shì rơi khờ. Shì, 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 shì. Shì, 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 shì. Quán sang hả? Chữ này shì này là bộ thủ của nó là bộ mộc. Mù bù. Nó nằm ở đây. Mù bù, chính nét. Bàn phím này là Google dịch miễn phí đó em. Các em chỉ nói là các em du lịch, các em mà đi làm lao động ở bên Đài, các em hãy kéo cái bàn phím này về. Để bên cạnh mình, nó không có tốn tiền gì hết á. Nó chỉ tốn dung lượng tiền điện thôi à. Ha. Và nó giúp mình phiên dịch lúc mà mình cần. Nhờ vào nó khỏi nhờ ai. Nếu mà người ta khó nhờ quá thì mình nhờ cái này chắc ăn lắm. Ha. Nó không có được 100%, nó cũng được 80-90 rồi. Đừng có em. Có nhiều cái là em đọc kỹ cái nội dung của nó. Nó dịch ra đừng dài quá thôi. Dài quá nhiều lúc dịch được. Nhưng mà dấu chấm dấu phẩy đặt cho đúng chỗ là nó ra hả. Đừng có một lèo không có dấu chấm dấu phẩy là nó không đúng đâu. Nhưng mà đúng dấu chấm dấu phẩy là nó ra đó. Ha, này Google dịch. Chị nhận dạy riêng không à? Không em nè. Chị dạy đây là hết buổi, hết ngày à. Tại vì chị còn có gia đình nữa. Chị phải lo cho gia đình nữa ha. Em hỏi này được không? Em hỏi đi. Em hỏi đi. Bệnh tiểu đường tiếng Trung gọi là thẳng nèo biên. Thẳng là đường, nèo là tiểu, biên là bệnh. Bệnh tiểu đường gọi là thẳng nèo biên. Hay, cho em hỏi chút chị ơi, hỏi đi em. Ở chữ này đọc sư chính nét, tao viết thử xem ha. Cái netbook của họ là hơi đi lên đó. Các em thấy cái đường ngang ở đây không? Nó lên rõ ràng luôn không? Người đâu? Rảnh lê. Rảnh lê. Người đâu? Cô giáo làm thế nào để tải bàn phím tiếng Trung vậy? Húc Trang. Húc Trang không nói sao? Húc Trang không? Húc Trang không là gì? Húc chân không hả? Chân không bao tròn. Cái bịch mà đem đi húc chân không đúng không? Chân không bao tròn là đóng gói húc chân không đó. Chân không bao tròn. Bình gút thì nó có là hai loại. Một loại nói là nèo xoan của tô. Nèo xoan của tô là cái lượng nước tiểu axit trong mình quá nhiều. Nó làm cho mình bị thùng phồng. Nó hai cách nói. Nèo xoan hoặc là thùng phồng. Hai cách nói bình gút nha. Em muốn học theo chữ thì cái bản này em đã học được cuốn sách này thì hát ca mấy nó không còn quan trọng nữa. Cái này vừa viết vừa biết bạn chữ cái mà biết được chữ và biết được từng chữ nghĩa, nó không còn là hát ca mấy gì quan trọng tới nó nữa. Cái này mà nguyên cuốn sách đọc được hết là hát ca mấy còn không bằng nữa đâu. Bạn có ở đó không? Mình nói sao? Nǐ zài nà mà? Nǐ zài nà lǐ mà? Nǐ zài nà lǐ mà? Rǒng xìn có nghĩa là danh dự. Thường danh dự hả? Danh dự. Danh dự là mỉn y. Mỉn y. Lòng tự trọng là zì zun xin. Zì zun xin. Zì zun xin. Hey, em muốn tìm mua sách như chị. Ở trong các nhà sách, văn phòng phẩm đều có hết. Đi qua văn phòng phẩm tìm cuốn sách. Sách này là sách lớp 2. Sách lớp 2 dành cho các em thiếu nhi ở trường ở Đài Loan ha. Lớp 2. Bệnh chỉ thì gọi là con chỉ nội hay chỉ ngoại. Chỉ nội là nội chữ. Nội chữ. Còn chỉ ngoại là ngoại chữ. Ngoại chữ. Còn không nói thẳng luôn. Chữ chuan. Chữ chuan. Có nghĩa là bệnh chỉ đó. Mua ở các văn phòng phẩm. Quấn chuy tiền. Quấn chuy tiền. Ha.
Rồi chị tỷ chỉ cách tải bàn phím nè. Bàn phím thì chúng ta vào đây. Các bạn thường vào đi tải đồ chơi ở trong cái nơi này đúng không? Các bạn tải tất cả những cái bàn đồ chơi gì đều vào đây hết mà đúng không? Vào đây. Đèn quay, xào sơn. Các bạn bấm vào đây cái chữ Google dịch bằng tiếng Việt mình là được rồi. Google dịch bằng tiếng Việt ra. Google dịch. Và điều đầu tiên các bạn cần tìm đó là cái chữ này là chữ EG. Nó nhảy ra đầu tiên luôn nè. Chữ này là chữ EG chứ đừng là chữ A, chữ cái chữ A nha. Cái chữ màu xanh này là chữ EG chứ không phải là chữ A vì nó có chữ A ở đây. Chữ A. Cái bảng này nó không bằng cái bảng này. Nó không bằng cái bảng này. Ha, tải về là được rồi. Tải về thì mình sẽ có một cái như thế này, nằm đây. Bấm vào đây. Và điều thứ hai nữa là các bạn cần phải tải bàn phím, nếu không có nên tải về không có bàn phím thì không chơi được đâu. Bàn phím tiếng Việt thì đâu có bấm được đâu. Các bạn phải vào cái chỗ này nè. Cái chỗ giống như con ốc này nè. Bấm vào đây. Liền quay. Hảo, ở vào cái phòng đầu tiên này, bấm vào đây. Và bấm vào cái hình chữ nhật quản lý ngôn ngữ này. Bấm vào đây. Và từ trong các ngôn ngữ, quá trời ngôn ngữ này, các bạn phải tìm ra cho bằng được phồn thể Đài Loan. Phản thị Trung Quỳnh Thái Quan viết như thế này, hoặc là phồn thể, tiếng Trung phồn thể Đài Loan. Mở ngoặc Đài Loan rõ ràng. Bấm kéo về. Mở nút như thế này là bật rồi đó. Vậy là xong rồi. Vậy là chơi được rồi đó. Bấm vào đây là có thể chơi được rồi. Ha. Ê, muốn học tiếng Trung, học cách viết chữ phải bắt đầu từ như thế này. Bắt đầu như thế này luôn. Mỗi ngày viết. Đây là sách lớp 2 mà vẫn tập viết từng chữ, từng nét đàng hoàng. Và có phiên âm, thanh điệu, thanh tiết. Rồi một chữ có một bộ thủ duy nhất. Cái chữ đó có bao nhiêu netbook. Viết từ đầu tới cuối, viết làm sao đi theo cái netbook này màu đỏ này. Cứ đi theo nó là sẽ thành công tới cái chữ net cuối cùng. Ê, em tự đang học giảng thể á. À, nếu mà em có cảm thấy hứng thú thì em có thể học cùng bên chị. Ừ. Quan chú, quan chú là follow. Quan chú wo. Thường người ta, mấy người Trung, người Trung hay kêu mình quan chú wo, có nghĩa là follow kênh mình ta đó. Văn phòng phẩm là quấn chú tiền. Quấn chú tiền. Quấn chú tiền. Đây là em đi ra ngoài gần gần chợ thông thường hay là gần các trường học. Gần các trường tiểu học, trường học bên này đều thấy cái quán này hết. Quỳnh Truy Tiền, đặc biệt gần trường học thôi. Gần trường học là hay có cái tiệm này lắm. Quỳnh Truy Tiền, văn phòng phẩm đó. Ha, em muốn mua sách như chị thì em cứ vào trong này em hỏi. Cứ chạy vào đây hỏi là có à. Quỳnh Truy Tiền. Ừ, hả? Rồi đầu tiên mình viết chữ sư này ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mình có chữ sư. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ai dù, nó chỉ nhỏ nhỏ thôi mấy đứa. Ha. Ừ. Hảo. Sư. Ở đây gạch ngang, kéo xuống, phết đây và như thế này. Ta có chữ sư. Hey, chữ này đọc sư. Em chưa hiểu vì thấy học phiên âm có chữ viết sao không giống nhau chị ạ. À, chữ viết không giống nhau. Phiên âm và chữ viết của Đài Loan giống dĩ nó không giống nhau, không giống Trung Quốc. Trung Quốc họ dùng chữ phồn thể và không phải chữ nào cũng phồn thể. Một số chữ họ giữ nguyên giống như là chữ giản thể, nó một số chữ giữ nguyên giống như phồn thể vậy. Nhưng mà bảng chữ cái của bên Đài Loan và bên Trung hoàn toàn không giống nhau. Bảng chữ cái của bên Trung họ dùng A bờ cờ giống tiếng Việt của mình. Còn Đài Loan thì họ dùng cái chữ xa lạ này đây. Và phiên âm của nó, cách đọc của nó như nhau. Hey! Cách đọc của nó như nhau. Ha. Chết sầm mới dù dễ nè. Chết sư thái yu. À bảy. Chết sư thái quan tờ. Phản thị chữ. Bù xin, thà mình tôi chứ cơ mấy hồi xin chữ. Cho em vào bìa sách của chị.
đang viết với. À, đây là cái cuốn sách lớp 2 kết hợp với cuốn này. Ý bẩn. Ờ, nhìn chị ý bẩn. Cái cuốn sách giáo khoa này. Đây là cuốn sách giáo khoa. Đây là cuốn sách giáo khoa hiện chị đang dạy. Của ủy. Ờ, nhìn chị. Lớp 2. Sang, học kỳ 1. Sang. Và nó kết hợp, nó trong này nó 14 bài. Ví dụ nó có 14 bài. Thì nó phân chia những cái số mà 2, 4, 6, 8 cái từ vựng của nó nằm trong cuốn sách ý bần này. Những cái số chẵn 2, 4, 6, 8, 10, 12 nó nằm gọn trong cái bài từ vựng của nó đó. Mỗi một bài nó đều có từ vựng hết. Lúc nãy chúng ta đang viết là viết từ vựng của nó đó. Và nó còn đặt câu nữa. Ha. Nó nằm những cái số 2, 4, 6, 8, số chẵn nó nằm đây. Vậy còn 1, 3, 5, 7 nằm đâu? Nằm đây. Giả bần. Ý bần. Giả bần. Đây là cuốn sách luyện phiên, luyện bảng chữ cái của nó. Luyện cái từ ngữ của nó. Và nó còn một cuốn bài tập nữa. Cái cuốn này học cái gì? Cái cuốn trên này học cái gì? Thì ở đây nó có bài tập cái đó. Kèm một cuốn bài tập để thực tập. Đọc xong sách giáo khoa, đọc xong nội dung, những cái từ ngữ đó làm xong, nhảy qua đây làm bài tập. Một bộ của nó là 4 cuốn. Các em phải đặt người ta mới có, chứ mua là người ta không có liền. Tại vì bên Đài Loan sách này họ không có nói là anh đời anh dùng không hết để lại cho đời em dùng, không được. Đài Loan không có được vậy. Đài Loan là em dùng xong là coi như không dùng được rồi đó. Đổi qua người khác là họ chưa chắc gì dùng tới bộ này đâu ha. Cho nên là thông thường muốn có được nó phải đặt, người ta gọi cho công ty đem tới là có. Chụp lấy cái bộ này xong ra ngoài quỳnh truy tiền văn phòng phẩm nói của giáo tiên chơi bệnh. Của giáo tiên chơi bệnh, tôi muốn đặt cái bộ này. Của giáo tiên chơi chủ, tôi muốn đặt bộ này. Người ta nói mình đặt cọc, đặt luôn. Thì đặt cọc để lấy thôi, mình tới mình mua cho mà nè. Đặt cọc thì đặt cọc thôi, tới cái ngày đó, bao nhiêu ngày tới lấy thôi. Đúng không? Đặt cọc là có. À, chữ Trung Quốc qua sĩ quan cái gì em? Đó, cho em xem ngoài bìa. Rồi, ngoài bìa đó ha. Ok, quay lại. Ở đây là chữ sư. Chữ sư. Chữ sư này. Làng quay. Hải sư hình ta sơn. Sào sơn đi tiền. Đó, quay lại cái phần này. Cái phần này chúng ta lúc nãy đánh chữ sư. Thành từ. Lúc này đánh chữ sư này ra, nó bao nhiêu chữ đều là sư hết luôn đó. Nó cùng một phiên âm nhưng nó khác chữ. Ở đây ta kéo xuống. Ta có chữ sư, đi tìm chữ sư. Sư đầu tiên nó là bộ mộc mà. À, bộ mộc. Nó nằm đây nè. Vì thế khi mà chúng ta mở ra không thấy cái chữ nó nằm ở đầu là đương nhiên phải móc vô cái móc này để mà tìm chữ ha. À, đúng ngay cái chữ đó là ra tìm. Lúc này sư chữ là quả hồng. Việt Nam mình cũng có mà. Sư chữ. Rồi tiếp theo sư, chúng ta phải bấm vào đây. Khi mà bấm nó nhiều lần nó sẽ từ từ chạy lên, nó đứng ở đầu tiên. Còn chưa bấm nó bao giờ, nó lúc nào nó nằm tuốt ở dưới hết á. Cho nên phải bấm vào cái nút này để mà tìm nó. Lúc này sư bình. Lúc này mà trái hồng mà đem đi làm mứt rồi á, đem đi phơi khô rồi đó. Đem đi phơi khô rồi thì nó biến thành sư bình. Còn mà nó còn trái, cái trái nó nằm trên cây hoặc hái xuống rồi á, đang còn tươi thì cái đó gọi là sư tử. Sư tử. Còn biến khô, ép khô, đem phơi khô rồi thành sư biển, mứt hồng hoặc bánh trái hồng. Thì trái cái cây này giống vậy, nó không có nhiều từ vựng đâu, nó như đây thôi à. À, nó như đây chữ thôi. Hả? Bao nhiêu tiền một bộ Vân không biết nữa. À, Vân không biết nữa, Vân sử dụng sách là nhờ cô giáo Vân đưa cho. Ha, Vân cũng không biết bao nhiêu tiền nữa. Thông thường Vân đi học vì đâu đóng tiền sách thì khoảng chừng 600 mấy. 600 mấy là đủ, đầy đủ hết luôn đó. Hả, tiếp theo mình đổi qua chữ phụ. Pơ, pơ u pu. Chữ này đọc pơ bằng môi ha. Pơ u pu. Pơ u pu san sân phụ. Chữ này u, san sân u. U u u. Pơ ủ phụ, vậy cũng được. Ủ, pơ ủ phụ. Nhưng mà pơ
u san san phụ, vậy dễ nhớ hơn mà dễ đọc hơn nữa. P đọc bằng môi, u san san phụ, p u pu, p u pu đọc bằng môi nha. San san phụ, p u pu, san san phụ, p u pu, san san phụ. Tập viết với bút chị đều mua ở Quỳnh Chi Tiền hết, chị đều mua ở Văn Phòng Phẩm hết đó. Những cái này chị đều mua cùng một tiệm Văn Phòng Phẩm hết, trước cửa trường tiểu học, trước cửa trường tiểu học. Hả? Viết chữ của nó, 1, 2, hất lên, nét dưới dài hơn nét trên. Tại sao? Tại sao nét dưới dài hơn nét trên? Vì nó là bộ thổ. Các bạn khi thấy nó đứng một mình, nét dưới dài hơn nét trên rõ ràng. Nếu mà nét trên dài hơn nét dưới, đó là bộ sĩ. Bộ sĩ. Còn nét dưới dài hơn nét trên là bộ thổ. Nói về đất đai, thổ địa đồ. Đây, đây là bộ thổ của nó. Hảo, chúng ta viết nó ra. Bên này gạch ngang, đây kéo xuống. Bên này móc qua. Hai gạch, kéo, chấm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở đây, hất lên, kéo xuống, nét dưới dài hơn. Các bạn thấy nó đi lên, nó không có giống như cái chữ kia, nó ngang hoàn toàn. Tại vì lúc này nó đứng bên cạnh người ta, nó đi lên để chừa chỗ cho các bạn này viết. Cái này kéo xuống, bên này kéo qua đây. Gạch đây, kéo xuống, rồi chấm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong, mình có xong chữ phụ. Phụ này tiếng Hán Việt của nó dịch ra là bộ. Bộ. Ví dụ như trong cái phiên âm của cái chữ này, hôm bữa chúng ta viết tới học, có học qua cái chữ Tân Bộ. Tân Bộ là một địa chỉ ở Tân Trúc, được gọi là Xin Phụ. Xin Phụ. Xin Phụ là Tân Bộ ở Tân Trúc, Đài Loan. Và Phụ này nó còn mang nghĩa gì nữa? Ngoài tiếng Hán Việt của nó là bộ ra, thì thông thường nó là tên thôi à. Nó là tên của người ta, tên bộ của người ta. Hoặc là ta bộ là đại bộ ở Trung Quốc á. Ta bộ là đại bộ ở Trung Quốc thôi, chứ nó ngoài ra nó không có nhiều nghĩa. Ví dụ như cái từ Tân Bộ nó nằm ở đây. Đây là một tên thắng, một cái địa danh thắng cảnh ở Đài Loan. Và nơi này chuyên cung cấp hồng, trái hồng và bánh hồng cho Đài Loan bán. Nơi này xuất hồng được trồng ở đây. Nơi này được gọi là Tân Bộ. Xin Bộ, chúng ta viết chữ xin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chữ bù họ không cho mình viết, vì chữ bù ở đây được viết rồi. Chỉ viết chữ xin. Xin này là lúc nãy với cái từ xin nó khác nhau ha. Chữ này với lấy cái chữ đầu tiên mình viết á, nó không có giống nhau đâu, nó khác nhau. Chữ này xin này mang nghĩa tân, nói về địa danh đồ nó mang nghĩa tân. Ví dụ xin trang tân trang, xin chủ miệng mình tân di dân, đúng không? Tân di dân dùng tới nó. Chữ này đọc c e n in xin, không có bật hơi ra. Xin phụ là Tân Bộ ở Đài Loan, ở cái phần Tân Trúc Đài Loan đó. Xin phụ, xin phụ. Hảo, lúc nãy chúng ta thấy cái từ si này là dùng chữ T, giống như chữ T viết hoa của Việt Nam mình mà. Phía sau giống y nhau. Cái chữ lúc nãy chúng ta viết là chữ đầu tiên là gì? Xin. Các bạn thấy cái phần trước này giống nhau, phần sau nó không giống, đúng không nè? Lúc nãy cái từ đó là từ xin. Chữ này đọc là xin. Hai chữ này khác nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ơi! Cái sợi hơ tua. 1, 2.
Hai chữ này nó hoàn toàn khác nhau. Nó khác ở chỗ nào? Nó khác ở đằng sau này. Chữ này đọc xin, nói cái gì mới, quần áo mới, cái gì đó mới, giày mới, dép mới. Hoặc là địa danh gọi là tân. Còn cái này xin hôn ai đó hoặc ai thân thiết với mình, mẫu thân đồ của mình là dùng chữ này. Chữ này nhẹ thôi, xin, chữ này bật hơi mạnh, xin, bật hơi ra, xin. Còn chữ này là xin, nhẹ thôi, một chữ mạnh, một chữ nhẹ đó. Hảo, còn cái chữ này thì nó không có bao nhiêu chữ để mà chúng ta đặt câu hết. Nó không có bao nhiêu chữ hết. Chúng ta qua chữ xào trên. Xào trên này mang nghĩa thị trấn nhỏ đó. CEO giao, CEO giao, san sân xào. Chữ trò che cộng với sàn tiền ân, chữ ân trên, sự sân trên. CEO giao, san sân xào. Chữ sàn tiền ân, sự sân trên. Xào trên thường là thị trấn nhỏ. Xào này là nhỏ, là bé, là tiểu. Trên ở đây có bộ kim gạch dưới dài hơn, kéo xuống, phết đầy, hất lên. Bên này có chữ trên tờ mà, trên tờ thật đó. Thêm chữ thật vào đây, ba trong ba nét ha, 1, 2, 3. Nét dưới dài thứ tư, nét thứ tư là nét dài ngang qua. Đá hai cái chân, mình có chữ trấn. Thị trấn đồ là nó đó. Trấn. Hoặc trấn an, trấn tỉnh một ai đó cũng là nó luôn. Xào trên. Xào trên. Xào trên. Hey, 你爸很聪明, 把你们丢在这里在楼下. Xào trên là một cái thị trấn nhỏ, đúng không? Trong cái bài này chúng ta đã có học tới cái bài xào trên. Đúng không? Xào trên tờ sư bình chế. Thường sư bình là bánh, bánh trái hồng. Bánh trái hồng. Chế là cái ngày lễ hội. Một cái lễ hội bánh trái hồng ở thị trấn. Của thị trấn cũng được, ở thị trấn cũng được. Trên sang có nghĩa là trên thị trấn. Xin bù xào trên có nghĩa là tân, thị trấn Tân Bộ, đúng không? Đặt câu của nó là thị trấn Tân Bộ. Zài xào trên sang có nghĩa là trên thị trấn. Chớ đi sư y cơ xào trên ở gì? Đây là một, chỉ là một cái thị trấn nhỏ mà thôi. Chớ đi chúng ta có thể đánh. Chớ đi ở đây. Chỉ sư chỉ là. Chỉ sư y cơ xào trên. Y cơ xào trên. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ thôi. Hoặc là nó chỉ là một thị trấn nhỏ. Nhưng mà thường là đây chỉ là một thị trấn nhỏ đúng hơn. Chơi đi chỉ sư ý cơ xào trên ở ý mà thôi. Ở đây chỉ là một cái thị trấn nhỏ mà thôi. Đánh dấu chấm vào nó ra cái nghĩa khác. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ. Ở gì nó không ghi ra mà thôi. Sẽ đặt câu như thế. Hảo. Giống gì nó không có nhiều từ để đọc. Tiếp theo mình có đổi qua chữ Làng quay thay ta sơn là. Qua cái chữ hỏa tông. Hơ u o ơ sơn hỏa. Tơ u ân ôn sư sơn tông. Hỏa tông là hoạt động. Hơ u o ơ sơn hỏa. Tơ u ân ôn sư sơn tông. Hỏa tông. Mình dạy online trực tiếp không à? Mình trực tiếp như thế này ha. 1, 2, 3. Nét này phết ngược nha. Nét này phết ngang. Nét này phết xuống. Một cái ô vuông. Ta có chữ hỏa. Hảo, chữ này tông này có nghĩa là động. Bù xỉ tông, không được động đậy. Không cho người ta động đó. Hất lên. Bên này có chữ lực. Hỏa tông, nói về hoạt động này, hoạt động kia đó. Hỏa này là thường nói còn sống. Hỏa. Hoặc là
hoạt bát đồ là nó. Hóa phô mà nghĩa hoạt bát, lấy tiếng Hán Việt ra. Hóa tông có nghĩa là hoạt động. Và ngoài ra có nghĩa là còn sống, đồ này kia cũng là nó luôn. Kéo xuống, hất lên. Hóa tông. Hóa tông. Hảo. Hóa tông này chúng ta có thể đặt câu ra. Nhi xie dou shi fan ti zi. Dui, shi de, wo zai Taiwan, shuyi xie fan ti zi. Hóa tông. Hóa tông zhong, có nghĩa là trong lúc hoạt động đó. Hóa tông li là cái sức hoạt động. Cái sức hoạt động. Rồi gì nữa? Hóa tông trung xin. Hóa tông trung xin. Nói về cái trung tâm hoạt động. Hảo. Hóa tông trung xin ngoài ra có những cái gì đó ngoài để dành cho người lớn tuổi để họ tới đó họ hoạt động ha. Hóa tông. Khai sử. Có nghĩa là cái hoạt động bắt đầu. Cái hoạt động bắt đầu. Hóa tông phê. Tuệ. Cái phí hoạt động. Hóa tông phê. Hóa tông phê. Ở đây nó có ghi ra không? Hóa tông phê. Hóa tông khai bảo. Hóa tông chín xỉn. Đào sủ. Đào sủ này là đếm ngược lại, gọi là đào sủ. Cái thời gian hoạt động bị đếm ngược lại đó. Bị đếm ngược lại còn bao nhiêu thời gian họ đếm ngược lại, gọi là đào sủ. Rồi gì? Hóa tông. Hóa tông liang. Hóa tông xảo chủ, hóa tông chinh xỉn trung, hóa tông chế sụ. Là cái hoạt động kết thúc. Gọi là hóa tông chế sụ, hoạt động kết thúc. Hóa tông. Bàn phả trang tì. Trang tì là gì? Cái nơi, cái hiện trường, cái nơi mà chúng ta, cho chúng ta hoạt động. Cái đó là hóa tông trang tì. Nơi để chúng ta hoạt động. Hóa tông. Chuyên dùng. Là nơi chuyên dùng. Hai chữ này có nghĩa là chuyên dùng. Cái nơi chuyên dùng để hoạt động gọi là hóa tông chuyên dùng. Đại khái những cái từ đó. Hảo. Tiếp theo mình đổi qua cái chữ chinh mệnh. Chinh mệnh này là gì? Dùng cái bút này là nhìn nó sáng hơn không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chinh. Chứng mệnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chinh mệnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Liang wei. Sân rừng. Zai zhe bian pi mama shi bu xing de. Chinh mệnh. Chinh là vào, mệnh là cửa, thường nói vào, vào nhà. Vào nhà, vào trong nhà, vào đâu đó. Chinh mệnh. Chi y ân yên sư sân chinh. Mơ sản điện ân ở sân mệnh. Chi y ân yên sư sân chinh. Mơ sản điện ân ở sân mệnh. Chinh mệnh. Bà tha chủ chinh mệnh có nghĩa là cưới cô ta về nhà. Cưới cô ta vào nhà. Làm sao để nhớ mặt chữ viết nhiều là nhớ em nha. Chinh mệnh. Chúng ta phải viết nhiều vô mới nhớ được. Chinh mệnh chén có nghĩa là chinh mệnh hậu, có nghĩa là sau khi vào cửa, sau khi vào nhà. Chinh mệnh chén có nghĩa là trước khi. Trước khi vào cửa, trước khi vào nhà. Chinh mệnh chén, chinh mệnh hậu. Tôi giao cái nền gia tả chào khu là đều phải chào hỏi người ta trước khi vào cửa, sau khi ra ngoài đều phải chào hỏi người ta đó.
À, hảo. Chìm mẫn. Thường là người ta hay nói là chủ chìm mẫn. Rước về nhà. Rước vào nhà. Rước dâu về nhà đó. À, chủ chìm mẫn có nghĩa là rước dâu về nhà. Gọi là chủ chìm mẫn. Ha. Rồi. Chìm mẫn. Chìm mẫn. Chỉ tớ quan. Quan mẫn. Chinh lại, thường thường người ta nói là chinh lại, chi tờ quan mẫn. Chinh lại, chi tờ quan mẫn. Vào, nhớ đóng cửa. Vào, nhớ đóng cửa. Lúc này chữ chinh và chữ mẫn bị tách ra. Và ý là vào trong nhà mình nhớ đóng cửa đó. Chi tờ quan mẫn. Hảo. Làn châu là cái của đàn ông nha. Hai cái trứng của đàn ông đó. Chúng ta viết qua chữ phải phẳng. Phơ. Phơ ai phai ở sân phải. Phở phở cộng với chữ ăn. Phải phẳng. Phải phẳng. Phải phẳng này thường nói phải phẳng liền. Hoặc là xe Honda của chúng ta nó bài tiết ra cái chất khói đúng không? Nó thải ra chất khói. Cái đó là phải phẳng. Cái gì? Dên thùng phải phẳng. Thường xe Honda nó thải ra hoặc là cái công ty nó thải ra cái chất thải khói đồ ra. Công sư hoặc phải phần này dùng dên, nũng dên, dên chung này chứ. Nó thải khí, thải ba cái chất. Công ty thường nó làm sẽ có khói ngút ngàn, được có cái một cái ống khói đưa lên. Nó có phải dên xu lại, nó cho phải phần. Hảo. Phải. Lạng quay. 如果你上去找你吧。你们这边听都不听。一直讲很大声。有没有听到？来来来，声润。我再来。听了一句弦，一句后就忘记了。不可以哦。阿 bên này cong qua, gạch ba gạch, còn đây thẳng xuống, gạch ba gạch, ta có chữ phải. Chữ phân ở đây có bộ phương bù. Còn bên này phết đây, hất lên. Phải phân. Ở đây là sổ bù. Hất lên. Nét này thì cong. Sau đó 1, 2, 3. Còn nét này thì thẳng. 1, 2, 3. Hảo chữ phân. Hất lên. Móc về. Đẩy ra. Ta có chữ phải phân. Phải phân. Thải phân này thường nói về cái chất thải, chất ba cái chất thải để thải ra. Thải phân liền hoặc thải phân phây suy, xả nước thải đó. Cái nước thải xả ra ngoài gọi là thải phân phây suy. Thải phân liền là cái lượng thải ra. Khí thải, cái lượng thải. Liang này là cái lượng của nó. Cái lượng thải ra. Rồi, phải phân. Biểu chuẩn. Có nghĩa cái lượng tiêu chuẩn của nó, đạt yêu cầu của nó. Cái lượng khí thải đạt yêu cầu của nó gọi là phải phân, biểu chuẩn. Phải phân. Này giống như nó không nhiều đâu. Thông thường là lượng đạt tiêu chuẩn dùng cho xe Honda sẽ dùng tới chữ này. Họ sẽ đem đo cái lượng đạt tiêu chuẩn khi mà chúng ta xe Honda chúng ta chạy mà nó có khói ra. Đạt tiêu chuẩn của nó là bao nhiêu? Thường nói sẽ dùng từ này. Kamputo. Biết được nhiều chưa ạ? 4, 6. 6 vào bên này cứ mỗi một giây này là 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả 11 chữ rồi. Biết được 11 chữ rồi. Xin chào. Chị ơi cho em hỏi, wo sàng cơ nì, wo sàng kế nì, wo wan sàng à, wan sàng kế nì hả, wo sàng kế nì, wo sàng là gì, wan sàng kế nì là buổi tối cho bạn, buổi tối cho bạn. Hảo, chúng ta viết tiếp cái chữ này, yuan jin. Chữ yuan jin này nó có hai nghĩa. Một cái là viễn xa, một cái jin là gần.
nó nghĩa xa, cái nghĩa của nó bị trái ngược nhau, đúng không? Chữ duyền đi trái với nó là chữ chín. Hình chín mà, gần không? Hình duyền rất xa. Duyền này mang nghĩa xa, còn chín này mang nghĩa gần. Yi Xuan hào sang bú chai tìm mà má sô đồ hoa này. Duyền, chí, yi, ân, sử sân chín. Duyền, sân sân duyền. Chí, yi, ân, sử sân chín. Chị cho em chụp chỗ viết rồi ạ. Rồi. Ở đây có 4 chữ, hôm qua chúng ta viết tại chỗ này đúng không? Đây 4 chữ. Đây có 4 chữ, rồi em chụp đi. Rồi. Ở bên này nó có 2 chữ. Em viết xong rồi, em có thể tự đặt câu ra, dùng Google dịch đặt câu ra ha. Đặt câu ra. Rồi, ở bên này thì nó có 2 khúc như thế này rồi. Rồi, cảm ơn ha. Rồi, mình viết qua chữ duyền. Đầu tiên nó là một gạch ngắn bên trên rồi kéo xuống, nét dưới thì nó dài qua. Đúng không? Hảo. Rồi bên dưới này nó có một cái ô vuông. Và bên này phết qua đây, hất lên, phết, kéo ra đây. Còn bên này thì giống như số 3. Thông thường nó viết như vậy thôi, nó tới đây thôi. Còn ngoài này mình phải kéo vô, còn không mình viết như vậy được rồi. Mình kéo vô nó cũng như vậy. Nó cũng như vậy luôn. Hảo, tiếp theo chữ chinh thì ta đã viết đây trước, sau đó đây, rồi bên này kéo xuống. Bên này cũng vậy. Chinh. Duyền là xa, chín là gần. Đầu tiên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tiếp theo chín 1 2 3 4 5 6 7 8. Duyền và chín, gần và xa. Chữ gần là chỗ nào? Chín là gần, duyền là xa. Duyền chín có nghĩa là xa với gần. Bạn chữ cái hả? Bạn chữ cái đây. Ây dồ, ni chai na bên chơi lèng cơ. Chẳng hoa hồi sang sáu chia ấy à. Lấy, bạn chữ cái, em lấy từ đây thôi nha. Nhớ dọc xuống nha, mình viết xuống. Một bảng màu đỏ là của Đài Loan, bảng màu đen là của Trung Quốc. Chúng ta chụp một lần nữa bảng. Chụp một lần nửa bảng rồi một lát bên dưới kéo lên nửa bảng nữa ha. Chứ một lần làm không hết đâu, nó bị mờ. Còn mấy chữ bên này là làm mẫu cho nó ra ấy thôi, không cần để ý tới nó. Chụp xong báo cho chị biết để chị đẩy lên nha. Bản chữ cái này rất là quan trọng, nếu có thể hãy làm liên tục mấy tháng trời để cho nó thuộc luôn. Thuộc luôn là em nói tiếng Trung rất là chuẩn đó. Ơi. Trên nào lì nhỉ chị nè? Hả sang suy nè? Nó cơ khởi gì ạ? Sai chưa? Sang trái tí hả? Sang trái cái phần này là phần 2, nó giống đây rồi. Đừng có chụp đây, lấy từ đây thôi. Lấy từ đây thôi. Ở đây với đây giống nhau đó. Xin bạn chữ cái này được, được nha. Lấy đi, chụp đi, lấy đi. Bên này từ cái khúc này là cái khúc bảng thứ 2, nó y chang như này luôn nè. Đâu khác gì đâu, đúng không? Chúng ta lấy từ đây, đây là một tờ giấy này là 2 bảng. Đây là phần 2. Chúng ta lấy từ đây. Lấy từ đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó đúng có 6 hàng mà thôi. Nha. Rồi, em dưới chụp đi. Xào mau chụp đi.
Chụp đi, đây là phần 2, còn phần 1 nằm trên, lát nữa chị quay qua cho chụp. Phần 1 trên này. Đây là phần 1. Nhớ từ đây nha, từ chữ bơ cứ đúng 1 2 3 4 5 6, nó có 6 hàng mà thôi. Bên kia, em thấy bên này với bên này giống không? Đây. Với đây giống nhau mà đúng không? Đó là bảng trước. Còn này bảng sau, một tờ giấy này chỉ làm hai bảng. Em lấy từ chữ bơ đi xuống được rồi. Và nhớ viết dọc xuống nha, chị là viết dọc xuống chứ không phải viết ngang qua đâu. Dọc xuống. Mà một lần dọc vậy là hai hàng. Chi sơ là xe Honda đó em. Chi sơ là xe Honda đó. Thường là nói những hình chi sơ có nghĩa là người rất là ồn. Những hình chi sơ có nghĩa là người rất... Như xe Honda thường là chạy ủn 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 rất là ồn đúng không? Những hình chi sơ này có nghĩa là bạn rất là ồn. Ngoài ra nó cũng có nghĩa là bạn rất là khó ưa nữa. Bạn rất là khó ưa nữa. Ừ. Những ai mà nói mình nói nhiều, nhiều người vợ bị chồng nói nhiều á, chửi đồ ngày kia, người ta không thích nghe, người ta nói như hình chi sơ có nghĩa là bạn rất là khó ưa, anh rất là khó ưa đồ này kia, là chửi người ta. Hảo, tiếp theo mình qua cái chữ khờ ai. Ê, chữ duyên chinh này không chưa đặt câu đúng không? Rồi đặt câu chữ duyên và chữ chinh. Quên mật khẩu rồi. Hảo, đầu tiên ta có chữ uy an duyên san sinh duyên. Hảo, duyên lý có nghĩa là tránh xa. Duyên tông bại hùa. Các em đi qua cái nơi này chưa? Viễn Đông Bách Hóa, cửa hàng Bách Hóa Viễn Đông ở Đài Loan có duyên tông bại hùa, một cái siêu thị rất là lớn. Bách Hóa Viễn Đông bán chuyên nhà bán những cái đồ đắt tiền không? Và những món ăn đắt tiền nó nằm ở đây hết. Hảo, duyên tông bại hùa. Hảo, tiếp ra chữ có chữ duyên. Viễn hồn, tên của một ai đó. Viễn hồn. Duyên. Duyên phân là ở từ xa, ở hướng xa gửi về. Duyên phân tập hận dụ chi lại tờ, có nghĩa là những người bạn ở xa gửi đến. Duyên chien. Duyên chien là ở xa lại gặp, đó gọi là duyên chien. Duyên sai, duyên thông, duyên thần, duyên chủ, duyên chín. Chúng ta đang viết cái chữ là chữ này. Viễn cận. Ừ. Duyên. Chữ lý. Duyên chữ lý có nghĩa là cái khoảng cách xa. Cái khoảng cách xa gọi là duyên chữ lý. Cái khoảng cách xa. Rồi. Duyên. Duyên liễu, duyên quốc, duyên sân, duyên... Cái này là thường nói về tên của một công ty rồi đó. Duyên cha. Cái này là đang nói chúng ta gã đi xa. Gã đi xa, gọi là duyên cha. Ồ mình duyên cha, tao, Thái Quan. Chúng ta gã xa đến Đài Loan. Duyên cha tao, Thái Quan. Từ Việt Nam mà gã qua tới Đài Loan. Duyên cha tao, Thái Quan. Yuan, lý chơ lì, yuan bù yuan. Lý chơ lì, yuan bù yuan. Cách đây xa không? Cách đây xa không? Gọi là lý chơ lì, yuan bù yuan. Hoặc là Nì gia nhà bạn. Lý chơ lì dầu tố yuan. Dầu tố yuan. Nhà bạn cách đây khoảng bao xa? Nì gia lì chơ lì dầu tố yuan. Hảo. Sứ điện lô. Yuan, đi ngủ đi, không có chơi gì nữa hết. Mệt rồi. Chầu lù. Chầu, yuan chầu cao phê. Thường nói bay
Thường nói giờ họ nắm tay nhau, dắt tay nhau bay xa, viễn trầu, kiểu như là viễn trầu cao phê, là có nghĩa là lấy đồ đi, lấy cái gì đó đi, lấy hết cái gì của người ta đi rồi đi rất là xa. Hảo. Rồi gì nữa? Yuan. Nhiều lắm. Còn nhiều lắm. Yuan shi yuan fang yuan, yuan yi dian, xa một chút. Fang yuan yi dian. Để xa một chút. Fang yuan yi dian. Lǐ wǒ yuan yi dian, tránh xa tôi ra một chút. Lǐ wǒ yuan yi dian. Yuan chứ không phải là yuan. Yuan. Yi dian. Lǐ wǒ yuan yi dian, tránh tôi xa tôi ra một chút. Lǐ wǒ yuan yi dian. À, nó còn nhiều lắm, đại khái chúng ta lấy nhiêu đây? Đặt câu lấy nhiêu đây? À, ở bên này nó có phần dịch nè. Ở dưới đây là phần dịch. Nhưng mà có cái thì nó dịch đúng, có cái thì nó dịch nó hơi xa xa tí xíu. Ví dụ nghe từ duyên lý. À, thường nói xa xôi. Duyên lý ở đây là nói về cái khoảng cách. À, hảo. Duyên tông bại hùa, cửa hàng bách hóa Viễn Đông. Thì nó dịch đúng rồi đó. Tiếp theo là gì? Duyên sống. Duyên sống là tên của người ta cho nên là nó dịch ra không đúng. Viễn hùng mới đúng. Duyên phân. Duyên phân là ở nơi phương xa. Duyên chinh này thường nói là xa với gần. Xa với gần. Duyên chư lý là cái khoảng cách xa gần rồi đó. Duyên chư lý có nghĩa là khoảng cách xa. Gia tàu. Duyên gia tàu Thái Quan có nghĩa là lấy chồng xa tới Đài Loan. Lấy chồng xa tới Đài Loan. Rồi. Lý cho lý duyên phu duyên. Cách đây xa không? Họ dịch như thế nào? Không xa đây. Không xa đây là không đúng rồi. Hảo. Nì cha lý cho lì dầu tố duyện. Nhà bạn cách đây bao xa? Cái này là đúng. Rồi gì nữa? Duyến trộn cao phê. Cái này dịch gì là không đúng. Câu chạy xa bay đó. Duyến trộn cao phê. Câu chạy xa bay. Phân duyện đi tiện. Để xa ra một chút. Cái này nó dịch này không đúng. Để xa ra một chút. Phân duyện đi tiện. Lý của duyên y tiền. Xa tôi ra, tránh tôi xa tôi ra một chút. Lý của duyên y tiền. Ha, đây là những cái chữ liên quan tới chữ duyên. Hảo. Tiếp theo mình qua cái chữ khờ ai. Khờ ai này, chữ phiên âm của nó là khờ ơ khờ. San san khờ. Khờ ơ khờ. San san khờ. Ai sư san ai. Khờ ơ khờ. San san khờ. Ai sư sân ai. Khờ ai mà nghĩa dễ thương. Sốt vì siêu vi. Bốc sốt siêu vi là sốt gì ta? Ê, đúng rồi, em viết đúng rồi. Sốt siêu vi là sốt gì? Pha sao pin tủ. Pin tủ pha sao. Pin tủ pha sao. Liễu càn là bệnh cấm mà. Sốt siêu vi. Sốt siêu vi là sốt gì vậy chị coi coi. Sốt cấp kéo dài. Sốt kích tính. Sốt. Sốt sốt rét thì gọi là nhuệ chỉ ha. Sốt sốt rét, nhuệ chỉ. Bệnh sốt sốt huyết. Tân cửa rơ gọi là bệnh sốt sốt huyết. Tân cửa rơ. Còn bệnh sốt rét gọi là nhuệ chỉ. Còn bệnh sốt kéo dài là chẳng xỉ. Chẳng xỉ pha sao. Viêm gan su bi bê đó hả. Ôi giời ơi, cái đó là B hình gan yến. B hình gan yến hơi phát sao. Bệnh viêm gan B. Bệnh viêm gan B bên này gọi là B hình gan yến. B hình có nghĩa là chữ B đứng trước đó. B hình gan yến là bệnh viêm gan B. Hơi bụi hơi phát sao nữa. Có sốt hay không? Có sốt hay không? Hả? Chữ này đọc khờ ai. Đầu tiên ta gạch một gạch ngang một cái ô vuông.
rồi đây kéo xuống, hất, mình có chữ khờ. Họ với chữ ai, phết ngược, 1, 2, 3, bên này mình kéo qua bên này mình móc. Dưới đây có một cái trái tim này chính là bộ thủ của nó, bộ tâm. Khờ ai, khờ ai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Khờ ai, dễ thương. Viêm phế quản. Xí quản giãn. Phê quản cũng được. Phê quản giãn. Phê quản giãn. Hảo. Chữ này khờ ai, dễ thương. Cờ từ này rất là nhiều từ để chúng ta đọc lắm, đúng không? Rất là nhiều từ chúng ta đặt luôn. Đâu chúng ta làm thử nha. Nhi hến khờ ai. Nhi hến khờ ai có nghĩa là bạn rất là dễ thương. Nhi hến khờ ai. Bạn rất dễ thương, đúng không? Bạn rất dễ thương hoặc bạn thật khờ dễ thương đều được hết. Tha hến khờ ai là tha, lúc này là người ta rồi, người khác, người thứ ba rồi. Tha hảo khờ ai cũng được. Tha hảo khờ ai. Tha hảo khờ ai, cô ấy thật dễ thương. Chân khờ ai có nghĩa là thật dễ thương. Chính cô chui hề lì heo à ho. Chân khờ ai có nghĩa là thật dễ thương, đúng không? Khờ ai là mau mi, đúng rồi. Khờ ai tờ mau mi, con mèo dễ thương. Khờ ai tờ mau mi, con mèo dễ thương. Khờ ai, khờ ai, khờ ai, hảo khờ ai ồ. Khờ ai tờ tôn ủ, khờ ai tờ mổ dặn, có nghĩa là cái bộ dạng dễ thương, cái vẻ dễ thương. Rồi khờ ai tờ tôn ủ có nghĩa là động vật dễ thương. Động vật dễ thương gọi là khờ ai tờ tôn ủ, động vật dễ thương. Hảo, tiếp theo khờ ai. Khờ ai đi chung với nhau đi cho dễ tìm từ. Khờ ai chỉ là có nghĩa là đáng yêu cực luôn á, dễ thương cực luôn á. Khờ ai chỉ là khờ, từ chỉ này mang nghĩa cực ha. Bảy chỉ, bắc cực đồ là có nó. Tiếp theo khờ ai nữ hài. Khờ ai tờ tạo hình. Khờ ai tờ tạo hình có nghĩa là cái tạo hình, làm tóc, làm đồ nè, hoặc là giả dạng đồ này kia, tạo lên một cái tạo hình rất là dễ thương. Khờ ai tờ tạo hình. Nǐ hǎo kěi ài, bạn thật dễ thương, đúng không? Hǎo, đó rất là nhiều từ khờ ai chúng ta có thể đặt. Khờ ai tờ, đúng rồi, khờ ai tờ. Là từ này đọc khờ ai. Hǎo, tiếp theo mình viết cái chữ nào nữa? Chiều yue, tháng 9. Tháng 9 gọi là chiều yue, đúng không? Đấy, chữ chiều viết như thế nào? Ở đây móc qua, ở đây. Và bên này kéo xuống, ta có chữ chiều. Hôm nay bơi lâu quá hay gì, cầm cái bút này nó rung rung. Chiều yue là tháng 9. Ở đây, kéo qua đây, móc, bên này kéo xuống. Chiều yue, từ này mang nghĩa tháng 9. Chiều yue. Chi yêu san sân chiều. Yu e yue si sân yue. Chiều yue. Chiều yue là tháng 9. Chiều yue. Chín trước, tháng sau. Chiều yue. Hey, viết ra được rồi. Hey, hảo khờ ai. Chiều yue này là tháng 9. Vậy ta có thể đặt câu. Ví dụ ngày 2 tháng 9 thì gọi là chiều yue er hào. Mình ngày đi trước, họ tháng đi trước. Chiều yue er shi hào. Chiều yue er shi hào có nghĩa là ngày 20 tháng 9. Chiều yue er hào.
开学，开学。có nghĩa là ngày 2 tháng 9 tụ trường đó. Ngày 2 tháng 9 tụ trường. Bắt đầu đi học. Chiều yue, ví dụ như là chiều yue wo yao hui Yue Nan. Tháng 9 tôi về Việt Nam. Tôi phải về Việt Nam hay cũng được. Chiều yue wo yao hui Yue Nan. Tháng 9 tôi về Việt Nam. Đúng không? 9月你要去哪? Tháng 9 bạn đi đâu? 9月你要去哪? Tháng 9 bạn muốn đi đâu đó? Hoặc tháng 9 bạn phải đi đâu? 9月 9月 dùng chữ chiều này như ý. Em dùng sơ chữ này. Chữ chiều đó là lâu. Chữ chiều này mới đúng. 9月我去玩. Tháng 9 tôi đi chơi. 9月我要回家. Tháng 9 tôi về nhà. 9月我要回家. Tháng 9 tôi phải về nhà. 9月, đúng không? 9月. Ui trước, ui e, yue. 9月开始. Tháng 9 bắt đầu. 9月开始. 9月. Ở đây họ ghi nè. 9月20号, 9月10月16, 9月9日, ngày 9 tháng 9 đó. Tại sao họ viết hào mà còn viết rư? Trong văn viết họ sẽ viết rư. Trong văn đọc họ sẽ đọc hào. Văn viết họ sẽ ghi là 9月9日, chứ không viết 9月9号 ha. Văn đọc mới dùng hào, văn viết dùng rư. Dùng văn viết sẽ dùng rư, 9月9日. Làm sao để đấm bàn chữ cái được như vậy hả? Em có bảng chữ cái phồn thể này chưa? Em chưa có cái bảng chữ cái này, em phải vào cái này. Em vào cái phần này. Ở đây có cái con ốc nè. Vào cái con ốc này. Rồi ở trên phần này nó có cái phần quản lý ngôn ngữ, em bấm vào đây. Bấm vào cái phần cái ô này. Sau đó đây, quá trời ngôn ngữ, tất cả trên thế giới này đều dùng cái bàn phím này hết. Đây gọi là Google dịch. Hey, chúng ta kéo cái bàn phím của chúng ta về. Chúng ta cần là phồn thể. Phồn thể Đài Loan ha. Phồn thể Đài Loan bật lên. Là ok rồi. Ok. Xong rồi. Chúng ta viết xong tử chiều về, giải quyết được rồi. Qua đây chúng ta viết phân can. Phân can. Phơ ân phân. Đọc từ cổ họng đã phờ phở cộng với ân. Phân can. Phân can là thường để em đi phơi nắng. Phơi nắng, phơi gió cho nó khô gọi là phân can. Phơi khô đó. Phân can. Phân can, phơi khô. Nó gần nghĩa với từ sai can. Sai can. Ở đây, móc về. Ở đây kéo qua đây móc. Gạch đây. Một ô vuông. Kéo xuống, hất lên, kéo. Chữ phong này là gió, là phong. Can 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ta có chữ phân can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hảo chữ can 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Phân can. Cảm ơn chị nhiều. Ok em nè. Nã chi phong can, nã chi sai can, đem đi phơi khô. Rồi phong can. Phong can này giống gì, nó không có nhiều chữ. Phong, dùng chữ này. Phong, phong này thường nói gì? Phong trình, phong cảnh nè. Phong quay, cái mùi vị của nó. Phong bao đồ. Mà lúc này phong can. Không khí khô. Phong can này thường là đem ra phơi khô. Đem ra phơi nắng, phơi gió cho nó khô gọi là phân can. Ê, rồi gì nữa? Phân can này. Phân can. Ví dụ như là nả. Nả sủi cổ. Nả sủi cổ, lấy trái cây.
hoặc là sủi cổ nái chi phong can. Sủi cổ. Nã. Chi. Chi đâu rồi? Chi nằm tự đánh. Sủi cổ nái chi phong can. Có nghĩa là trái cây đem đi phơi khô. Trái cây đem ra phơi nắng, phơi gió cho nó khô. Móc phơi đồ gọi là y chà. Y chà. Y chà. Cái này gọi là móc phơi đồ. Móc phơi đồ. Y chà. Cái này gọi là móc phơi đồ ha. Hảo. Tiếp theo mình đổi qua chữ xiang thiện. Xiang là thơm, thiện là ngọt mà đúng không? Xi yi an yang yi sheng xiang, te yi an yin er sheng tian. Xi yi an yang yi sheng xiang, te yi an yin er sheng tian. Xiang thiện có nghĩa là vừa thơm và vừa ngọt nữa đó. Xiang là thơm. Xiang này là thơm. Thiện này là ngọt, chữ này gạch ngang, dưới dài hơn, kéo xuống một cái ô vuông. Sau đó bên này gạch, kéo xuống, gạch đây, đóng lại. 1, 2, 3, 4, biết gì vậy? Thiếu nét của người ta rồi. Chữ này là chữ xiang. Tiếp theo có chữ thiện. Xiang thiện. Có nghĩa là vừa thơm mà vừa ngọt nữa. Gọi là xiang thiện. Ví dụ mình nói. Thường thường người ta hay đặt câu như thế này. Chơ cơ. Chơ khơ đi. Chơ khơ. Lượng từ của một trái gì đó. Chơ khơ. Hai mi qua hả? Khơ. Chơ khơ. Trái gì vừa thơm vừa ngọt ta? Chứ không mãng cùa đi. Mãng cùa nó cũng thơm, nó cũng ngọt mà. Dâu xiang. Dâu xiang. Dâu thiện. Có nghĩa là trái xoài này vừa thơm mà vừa ngọt nữa. Xiang thiện này có nghĩa là vừa thơm vừa ngọt luôn đó. Chứ không mãng cùa. Dâu xiang, dâu thiện. Hảo. Xiang thiện có nghĩa là thơm và ngọt. Xiang thiện khở khẩu, thơm ngọt mà còn ngon nữa. Xiang thiện khở khẩu. Sau đó, hào xiang yêu hào thiện. Hào xiang yêu hào thiện. Vừa thơm lại là còn vừa ngọt. Hảo, ta lấy cái chữ xiang ra đặt câu riêng. Xiang. Xiang này ví dụ đi chung với chữ cu này, xiang cu mang nghĩa nấm đông cô ha. Chữ cu này với cái chữ xiang này kết hợp lại là nấm đông cô. Xiang shui là nước hoa. Xiang. Xiang chẳng là cái này xiang cộng với chữ chẳng này thành thành cái gì? Thành cái cây lạc xưởng á. Xiang chẳng này là lạc xưởng nha. Ở tiếp theo có chữ xiang. Xiang pin là xăm banh. Xiang banh. Cái rượu xăm banh á. Xiang chao là chuối. Xiang. Xiang chai là ngò rí á. Ngò rí gọi là xiang chai. Ngò rí gọi là xiang cài. Vị mặn là xiang wei. Xiang wei có nghĩa là vị mặn. Xiang wei, chữ này là vị mặn đây. Chữ này là vị mặn. Đúng rồi, Hồng Kông được gọi là xiang cặn. Hồng Kông. Chữ này là Hồng Kông. Chị dạy trực tiếp như thế này nha em nha. Chị dạy trực tiếp như thế này luôn. Xiang. Xiang dầu. Xiang dầu này là gì? Dầu mè trắng. Cái loại dầu mè trắng nó làm ra gọi là xiang dầu. Hảo. Xiang. Xiang. Xiang la. Xiang yên. Xiang yên này cũng là một loại thuốc đó. Thuốc hút đó.
Xiang mạo. Xiang mạo này là gì? Xiang mạo là cây xả của chúng ta, gọi là xiang mạo. Xiang mạo. Họ đổi qua chữ thiện. Thiện có thiện tiền, điểm tâm. Điểm tâm ngọt gọi là thiện tiền. Thiện mi, nói về mật ngọt đồ này nha, thiện mi. Thiện phiền, nói về những thực phẩm ngọt, đồ ngọt, gọi là những cái đồ ngọt gọi là thiện phiền. Thiện tu, cái đồ ngọt của nó, lúc này đồ ngọt, cái này là đồ ngọt, còn cái này là đồ ngọt. Coi mua đi mua nước uống, muốn thiện tu chân sẵn, có nghĩa là đồ ngọt bình thường 100% đường đó. Sầu viên, ít đá, thiện tu là cái đồ ngọt của nó. Thiện thiện gì? Thiện chiao. Thiện chiao này là cái loại ớt chuông màu vàng màu đỏ gọi là thiện chiao. Loại ớt chuông màu vàng màu đỏ gọi là thiện chiao. Đúng rồi, thiện mi mi. Thiện dễ mi yu. Thiện dễ mi yu là gì? Nói những lời mật ngọt gọi là thiện dễ mi yu. Nói những cái lời mật ngọt. Hảo. Thiện. Thiện chiều, thiện xa, thiện bú la. Ở Đài Loan có bán một cái loại thiện bú la. Thường là những cái đồ mà giống như nấu lẩu vậy đó. Anh ăn đồ bót nấu lẩu rồi người ta nấu ra. Nấu với cái nước hầm gà hay nước hầm cà rốt. Đó gọi là thiện bú la. Đó. Thiện. Thiện la chiang. Cái giò, cái chai mà tương ăn phở. Ăn phở bò của mình, cái tư chai tương màu đỏ đó. Cái chai tương ăn phở của mình có chai màu đỏ và chai màu đen. Cái chai màu đỏ đó gọi là thiện la chiang. Thiện la chiang. Đại cái từ xăng và từ thiện mình lấy nhiêu đây đi ha. Hảo. Từ đáng thái lương bằng tiếng Trung hộ với từ thái lương. Thái lương, thái nào, lương nào. Em ơi, chữ thái và từ lương đó là tiếng Hán Việt, nó ra nhiều chữ lắm. Thái lương nó ra nhiều chữ lắm. Chữ này cũng là thái lương luôn nè. Thái lượng. Cái này cũng là thái lương. Thái lượng. Cũng là thái lương luôn nè. Thái. Ở sân thái. Này là thái nè. Thái. Thái. À, một chữ thôi, gì đâu mà nhiều dữ vậy. Thai. Liang, liang. Chữ này cũng là lương luôn. Thai liang này cũng là thái lương luôn. Nhiều lắm. Lương thiện. Lương thiện tờ lương hả? Lương thiện tờ lương là chữ này. Sàn liang. Sàn liang. Lương thiện đây em. Lương thiện đây. Còn lấy cái chữ này để làm thái. Thái này là thường dùng, nếu mà dùng thái là dùng chữ này. Thái. Có dùng chữ đó hay chữ nào? Thường sẽ là chữ này. Thái liang. Thái của the thái. Thái của the thái chữ này luôn đó. Hảo. Ở bên này ta nhảy qua đây, ta có chữ dỗ khờ. Hey, có kem nè. Dỗ khờ là khách du lịch, gọi là dỗ khờ. Y ô yô ơ sân dỗ. Khờ ơ sư sân khờ. Y ô yô ơ sân dỗ. Khờ ơ khờ sư sân khờ. Dỗ khờ. Dỗ khờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Mình có chữ dỗ. Chữ khơ ta phết đây, gạch đây, kéo bên này móc. Sau đó bên này phết, kéo qua đây, rồi mình đẩy qua đây. Một cái ô vuông bên dưới, mình có chữ dỗ khơ, khách du lịch. Đầu tiên ở đây có phân bù. Bên này phết gạch lên, bên này móc, đây, gạch đây. Sau đó bên này có chô bù, mình kéo nó qua đây. Khơ, trên đây chấm một cái, ở đây chấm một cái, móc qua đây, móc, ở đây phết, kéo qua, đẩy ra. Mình có chữ dỗ khơ, khách du lịch. Dỗ khơ,
好, dấu khơ này là khách du lịch. Y ô yô, ơ sân yô. Khơ ơ khơ. Dấu khơ trung xin, trung tâm tham quan, trung, cái nơi trung tâm cho khách du lịch đó. Hảo. Dấu khơ. Dấu khơ. Tham quan. À, khách du lịch tham quan đó. Khách du lịch tham quan. Dấu khơ. An toàn có nghĩa là an toàn cho khách du lịch. À, dấu khơ an toàn, an toàn cho khách du lịch đó. Dấu khơ. À, phải chào. Chờ đi kỳ dấu khơ phải chào. Chờ đi là ở đây. Kỳ là cho. Cho khách du lịch chụp hình. Tại đây cho khách du lịch chụp hình đó. Chờ đi kỳ dấu khơ phải chào. Nơi đây, chỗ này để cho khách du lịch chụp hình. Gọi là 这里, 给游客拍照. 游客, đầu đánh vô đó nữa. À, đánh vô đó nữa. 一欧游二神游客. 游客体验 có nghĩa là trải nghiệm, để cho khách du lịch trải nghiệm đó. Gọi là 游客体验. Cho khách du lịch trải nghiệm gọi là thị giác. Hảo. Dấu khờ lại thải. Có nghĩa là thường là tới Thái Quan, đến Đài Loan đó. Khách du lịch đến Đài Loan. Thêm chữ quan vô đi cho nó dễ. Thực chất nó chỉ thải không thôi cũng có nghĩa là tới Đài Loan rồi. Dấu khờ lại thải hoặc dấu khờ lại Thái Quan. Quản. Có nghĩa là khách du lịch tới Đài Loan chơi. Đúng không? Đó, đại khái là như đây. Dấu khơ trung xin, dấu khơ tham quan, dấu khơ an chuyển, trở lì kể dấu khơ phai trọ, dấu khơ thị diện, dấu khơ lại Thái Quan quản. Hảo. Ta có chữ mày và chữ mày. Mày là mua, mày là bán. Nó hai chữ nó đi cùng một lúc. Mày và mày. Mơ ai san sân, mơ ai mai, lúc này giống như mờ ai mai của tiếng Việt mình vậy đó. Mơ là tương đương với chữ mờ, ai này tương đương với ai ai. Mình đọc mờ ai mai, mơ ai mai san sân mai. Không cần biết nó đọc mờ ai mai hay là mơ ai mai, nó đọc tới cái chữ cuối cùng nó cũng đọc thành mai mà thôi. Mơ ai mai, mờ ai mai san sân mai. Mơ ai mai sư sân mai. Mày là mua, mày là bán. Âm thứ ba là mua. Âm thứ tư là bán. Mày, mày. Mày, đọc số. Mày, mày là mua bán. Hả, lúc này họ chữ mua họ cho mình biết, còn chữ bán họ biết rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Dưới này 1, 7. Mày. Hey, mày, họ biết rồi. Từ từ để má viết xong má quay ra má coi. Các bạn thấy cái phần mai ở bên dưới này, cái phần dưới này y chang, có bồng trên này nó có thêm bộ sỉ vào thôi. Thêm bộ sỉ ở trên đầu này thôi, nét trên dài kéo xuống cộng nét ngắn dưới là thành mai rồi. Ở dưới này y chang cái phần này luôn, bên trên này nó khác cái phần này nè. Bộ sỉ ở trên đầu mà thôi. Em nhầm chữ mua với chữ bán. Chữ bán với lại chữ đắt hả? Quỳ. Chữ bán với chữ đắt với chữ mại với chữ quỳ. Mơ ai san sân mại. Hảo. Cơ u ai sử dân quỳ. Đây. Chữ mại. Nó giống nhau chỗ nào? Chúng ta biết rằng cái chữ pay. Pay này thường nói về cái vỏ ốc. Bày khở the bày. Bày khở là gì? Mài ốc. Bày khở là mài ốc. Nhưng ngày xưa ông bà ta thời thợ sửa, thời xưa bên Trung Quốc, họ lấy cái vài ốc này làm tiền. Cho nên ở đằng sau những cái chữ có liên quan tới cái gì bán đắt nào, quý đều có nó hết. Nó liên quan tới tiền.
Vì thế dưới nó có bộ bay, nó cùng một âm bộ này. Bộ bay. Còn cái phần trên này, nó khác nhau cái chỗ đó đó. Nó khác nhau mỗi cái chỗ đó đó. Đó, chữ mài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chữ này đọc là mài. Mơ ai mai, sáng sân mài. Còn chữ này đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chữ này đọc cơ u a sư sân quay. Chữ này là đắt tiền, chữ này là mua. Chữ này mang nghĩa đắt tiền. Còn chữ bên dưới này là chữ bên dưới này là đắt tiền, còn chữ này là mua. Thái quê lờ. Thái quê lờ, mắc quá hả? Đắt tiền quá hả? Thái quê lờ. À, chị dạy tối nữa hả chị? À, mấy bữa nay chị dạy tối. 2 tháng hè này chị sẽ dạy tối ha, tại vì ban ngày để cho các em nhỏ được đi chơi chứ không thôi mấy đứa nhỏ nó ở nhà nó coi điện thoại là cả ngày luôn á. À, cả ngày luôn. Thái quê lờ. Y xuyên chứ cái mà. Mama chơi mà nghe lấy xong lấy nó lại chơi chơi xong mà. Bá theo. Ví dụ như cái từ quê. Quê trung. Ừ. Quê chủ là quý tộc. Hào giờ khăn tao là hình phiêu liền. Quê chủ có nghĩa là quý tộc. Ở Đài Loan chúng ta thấy cái mô nơi mà bán thịt bò. Quê chủ si cha. Cái nơi bán thịt bò ở Đài Loan có một tiệm tên là Quê Chủ Si Gia. Ờ. Hảo. Sao tắt ra đó? Hảo. Để ra đi. U A Quê. Lúc nãy Quê Phu có nghĩa là quý bà. Quê Trung là quý trọng. Những cái đồ vật cao quý, quý trọng rồi đó. Quê Phi là quý phi. Quê phi, quý phi. Cơ u a quê chi. Quê khơ là quý khách, khách quý. À, khách quý đều gọi là quê khơ. Chị ở Đài Loan nha. Chị người Việt Nam, chị người Việt Nam. Cơ u a quê. À, quê chai nạ, mắc ở đâu? Mắc ở chỗ nào? Cái đồ này nó mắc ở chỗ nào đó? Gọi là quê chai nạ. Chứ cái tôn xỉ, quê chạy nạ. Có nghĩa là cái đồ này, cái món vật này nó mắc ở chỗ nào. Chứ cái tôn xỉ, quê chạy nạ. Cái đồ này nó mắc ở chỗ nào, nó đắt giá ở chỗ nào đó. Ừ, đây là từ quê. Còn cái từ thứ hai chúng ta cần đó là mài. Mài là từ này. Ví dụ mài chơ, mua xe. Mài tan, thanh toán hóa đơn, trả tiền, gọi là mài tan. Mài tan. Mại mai có nghĩa là mua bán. Hôm nãy chúng ta biết mại mai. Cái này tiền mang nghĩa mua bán. Mua và bán. Đúng rồi. Mại tôn xì. Quá chứ mại tôn xì. Tôi đi mua đồ. Mại tôn xì có nghĩa là mua đồ. À, mại phẳng zi là gì? Mại phẳng zi là mua nhà. Mại phẳng zi là mua nhà. Mại hỏi lại. Mua về. Gọi là mại hỏi lại. Mài xài là mua rau. Mài xài là mua rau. Ở tiếp theo mài. Nhi mà lấy 2 cái xào qua rồi mấy à. Ê. Mài toàn là mua đức luôn. Gọi là mài toàn. Mua đức luôn gọi là mài toàn. Ừ, đúng rồi, máy ỉn đeo. Máy ỉn đeo có nghĩa là gì? Mua nước uống, gọi là máy ỉn đeo. Mua nước uống. Hảo, nhảy qua chữ mày đi. Mày. Mày. Mày đeo, bán đi gọi là mày đeo. Ủa, mày đeo rồi. Bà ba, chú đàn cơ khai sử xào chia là. Hảo. Mày chẳng. Là cái hiện trường buôn bán. Cái hình nơi bán gọi là mai chợ, những cái chợ bán đồ đây kia. Vụ gì vậy bay? Nhi cần ta sao cơ mà? Ê. 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 Ê
沈哲，你不要跟他吵，你不要跟他吵。你刚好就好哦，不是让给你，你越来越过分哦。没有，我明明没有。没有就没有，不要跟哥哥吵。没有到一个哦。拿什么？剪刀啊！哥哥弄好，拿去放。啊、他最后一个要出来的。你拿，拿去放。明明他自己给我。你不放拿来。不放拿来，我自己放。就这样而已，那么简单还吵，真奇怪。一把剪刀拿去放又放不了吗？还要吵。而且我放不到啊。放不到就放着，放高一点就可以，不要踩到脚就好了。有什么好吵的？好，lúc này Mai Yi là bán đi những cái nghệ thuật của mình. Những người chuyên gia có những cái tay nghề gì, những cái nghệ thuật gì, họ sẽ đem bán cái đó, gọi là Mai Yi.Thường thường sẽ mai y bu mai sơn, có nghĩa là bán cái nghệ thuật chứ không có bán thân. Ừ, bán nghệ thuật chứ không bán thân. Mai y bu mai sơn, chỉ bán nghệ thuật chứ không bán thân, gọi là mai y bu mai sơn. Chị có thể hướng dẫn em không? Em muốn học chữ cứng. Đây là chữ cứng em nè. Và chị đang dùng những cái từ vựng đó dạy em đặt câu viết ra.Vậy em đặt câu bằng máy vi tính ra để em có thể nhắn tin được cho người Trung hoặc người Đài. Nếu mà em chịu khó chơi cái bàn phím này nhắn tin được thì em sẽ biết nhắn tin và học tiếng Trung rất là nhanh. Ha, chị đang chỉ các em dùng cái sự bấm cái bàn phím này là để các em phát triển cái đường nhắn tin. Em bấm được cái này, em vừa học tiếng Trung được, vừa nhắn tin được. Và nếu mà em chịu khó nhắn tin là em học tiếng Trung nhanh lắm á. Ha. Đây là cái từ mày và từ mày nó khác nhau ở chỗ đó nha.Mày và mày nó khác nhau. Mày là mua, còn mày là bán. Rồi ok chưa? Ừ. Nếu mà ở đây mày chơ, còn ngược lại bán đi thì mày chơ, bán xe. Ừ. Mày phán zi có nghĩa là bán nhà. Mày phán zi là bán nhà. Lúc nãy mày phán zi là mua nhà, bây giờ mày phán zi là bán nhà, đúng không?Rồi gì? Mua đồ thì gọi là mày tốn xì. Còn bán đồ thì mày tốn xì, bán đồ. Nó trái ngược lại, đúng không? Hảo, mua nước uống gọi là mày ỉn đeo. Thì lúc này mình bán nước uống mình gọi là mày ỉn đeo. Bán nước uống, đúng không? Nó khác. Hảo, rồi gì nữa?Mày票là bán phiếu, bán vé, gọi là mày票. Còn mình mua nó thì gọi là mày票, mua vé. Mày票, mua vé. Bán vé và mua vé nó khác nhau. Rồi ok không? Ừ, đó là chữ mày và chữ mày nó khác nhau chỗ đó. Hảo. Chữ bên này là chữ rủ y, là mang nghĩa như ý. Rư u ru ở sân rủ y là như ý. Rư u ru ở sân rủ y. Rủ y, rủ, này là chữ y cộng với dấu quyền. Mình không đọc bằng y mà mình đọc là y, rủ y. Rủ y, chữ đó là âm thứ tư, dấu quyền đó là âm thứ tư của họ đó.Rủ y, ta phải nhấn nó xuống. Rủ y là như ý. Và tên của một người tên như ý luôn. Tên của một ai đó tên như ý luôn. Rủ y. Hảo, đầu tiên chữ như. Tiếp theo chữ ý. Rủ y là như ý. Rủ y.Quan sự rủ y, vạn sự như ý. Đúng vậy. Vạn sự như ý. Vạn sự như ý. Rủ y, lúc này chỉ có hai chữ như ý mà thôi. Đây là chữ rủ, cách viết của nó. Đây là chữ y, chữ ý, cách viết của nó. Dưới này có chữ tay trái tim. Rủ y.Ở đây là bộ nữ cộng với bộ khẩu
thành rũ. Trên này phết gạch ngang, hai phết xuống, dưới này dài hơn. Ở một bộ khẩu gạch giữa thành dưa. Ở dưới này, trái tim. Hảo. Rũ. Y. Rũ y. Như ý, ta biết sao. Hảo. 万事如意 Vạn sự như ý. 如意吉祥 Như ý các từ. 如意吉祥 Như ý các từ. 好 Sì sì rú y. Mọi việc đều như ý. Sì sì rú y. Ngoài ra rú y còn có nghĩa là tên của một người khác nữa ha. Và chữ rú không? Rú thì nó có chữ nào? Rú, rú của nếu như. Rú. Rú này lúc nãy chúng ta vừa làm xong rồi đúng không? Rú mông, rú hoa, rú hoa, như hoa, như bông, như hoa, vậy gọi rú hoa. Còn chữ y này lúc nãy cũng chúng ta cũng viết, cũng làm luôn rồi. Y sử, sở mơ y sử, hoặc bù hào y sử, ngại quá. Bù hào y sử, thường nói ngại quá. Hoặc mắc cỡ, ngại quá không mắc cỡ. Rồi, y... Ý kiến có nghĩa là ý kiến. Rồi ý gì nữa? Ý ý là ý nghĩa. Ý kiến, ý kiến, ý ý, ý nghĩa. Đó là cái chữ y và chữ rũ tách ra, nó có thể đặt câu ra nữa. Đúng không? Hảo. Ý. Ý chi. Ý chí là ý nghĩa khí của nó. Ý ngoại có nghĩa là ngoài ý muốn. Ha, ý ngoại này mang nghĩa cho sự ý ngoại, đây là ngoài ý muốn. Đó là chữ ý. Rồi ok, cái phần này ngày mai chúng ta làm tiếp. Giờ 11 giờ mọi người đi ngủ đi. Ở đây còn 3 hàng. Ở đằng sau này còn có cái chữ lạnh và chữ. Chữ này đều đọc lãn, 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 phiên âm y chang nhau. Chữ nó khác nhau, hôm qua các bạn có hỏi. Và các bạn, một số bạn nói nhầm hai chữ này và chưa biết cách dùng của nó. Đây là chữ lãn có bộ trúc, đây là chữ lãn có bộ thảo. Chữ lãn này mang nghĩa màu xanh da trời. Chữ lãn này nói về những cái rổ, những cái thùng nhựa đồ. Là chữ lãn này. Ngày mai chúng ta sẽ đặc biệt nói về nó và đặt câu ra để dùng cả hai vào trong này luôn. Lúc nào, lúc này điền lãn. Chữ nào lãnh nào? Lúc này điền chữ lãnh nào? Hảo. Cái nào là lãnh chữ, cái nào là lãnh sợ? Điền vào đây. Và bên này có chữ chinh, phiên âm của nó y chang. Chinh, chữ chinh này, một chữ gần, một chữ chinh, một chữ nhập, chữ vào. Ê, vậy là khi nào điền chữ chinh này, khi nào điền chữ chinh kia? Ngày mai chúng ta sẽ đặt câu và làm ra. Rồi ngoài ra, ngày mai chúng ta sẽ kết nối những cái câu này. Ê, phía sau này còn gì nữa? Phía sau này nó có một cái bài văn khoai lơ tờ sữa hồ, lúc vui vẻ như thế nào đó. Ngày mai nếu mà ta làm xong tới hết đó, người ta chúng ta sẽ đọc cái bài văn này. Chuan zhe mama bang wo xi gan jin de yi fu, wo hao khoai lơ. Mặc cái bộ đồ mà mẹ tôi đã giặt giũ cho tôi sạch sẽ, tôi cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc đó. Han ba ba yi qi qi zhao ta se de si hou, wo hen khoai lơ. Có nghĩa là cùng ba chạy xe đạp, lúc mà cùng ba chạy xe đạp đó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi cảm thấy rất là vui. Bên xí chào y bên tai sinh sang cờ, có nghĩa là bên tắm, bên một vừa tắm vừa hát cũng được, một bên tắm một bên hát cũng được. Vừa học khoai lợ, tôi rất là vui. Ở đây đều nói về những cái vui hết. Cái gì mình cũng có thể cảm thấy vui là mình cảm thấy mãn chủ, cảm thấy sung túc đầy đủ, là đời nó sẽ vui. Ngày mai chúng ta sẽ làm về bài này và kết theo những cái bài kia. Rồi ok, ngủ đi, ngày mai làm tiếp. Đúng rồi, lãnh sơ, lãnh chữ, nhanh con mắt nhìn, để ý nhanh ghê. Để ý nhanh ghê, dễ học mới được đó.
phải có cái phần phấn đấu gì mới học được đó. Chị đánh cái chữ gì ra là em ấy đánh được ra hết. Cái đó mình học nhanh lắm. Nhanh lắm, đảm bảo rất là nhanh. Hảo, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay mệt rồi ha, ngủ sớm đi. Có lẽ Vân cũng mệt tại mắt Vân mở hết lên. Hôm nay Vân bơi cũng hơi lâu. Hai hôm nay đi bơi liên tục 2 ngày. Cho nên cảm thấy cũng khá là mệt, buồn ngủ. Mà nhờ vậy mới buồn ngủ á, chứ không tập thể dục Vân cũng chẳng thấy biết mệt là gì. Tại mình ăn xong vậy là ít tập thể dục nó không có mệt. Hai bữa nay ông xã ông dắt đi bơi cảm thấy mệt. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn sự cố gắng của mọi người. Cùng cố gắng học đi. Rồi mọi người sẽ có được tất cả. Đừng hỏi bao giờ, đừng hỏi bao lâu. Không lẽ học tới khi mình biết mình dừng lại. Bạn dừng lại bạn sẽ quên. Nếu như mà bạn có một niềm đam mê, tại vì mình khi mình càng lớn tuổi thì mình còn chẳng còn việc gì để làm hết trơn. Không bận con cái, không bận trần con, mình tự kiếm cái gì cho mình đam mê, tự kiếm gì đó cho mình luyện. Thường thường ông bà ta càng lớn tuổi mới chịu ngồi xuống viết chữ rồi này kia, cái thời gian đó mới thuộc về mình. Mình pha một ly trà, lấy một cái bánh hoặc một ít trái cây, mình ngồi đó mình nhâm nhi, mình luyện mấy cái chữ, đời mình thanh thản lắm luôn. Đúng không? Chúng ta cứ học, đừng hỏi bao lâu. Vân còn chưa dám hỏi bao lâu nữa. Ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.